Xin chào mọi người. Em là Vũ Công Tuấn. Em đến từ một vùng quê nghèo thuộc huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận. Năm nay em được 24 tuổi. Em rất muốn được hát cho mọi người nghe, nhất là những bà con ở tại quê nhà Tánh Linh Bình Thuận. Em hy vọng là mình sẽ được vào sâu trong bán kết để được song ca với chị Phi Nhung. Em sẽ cố gắng hết sức. Còn mơ những lúc đón đưa trong đời, ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Dần hơn chi em nét mi đượm buồn, dần hơn chi em chút thêm buồn phiền, dần hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng. Vắng xa thật rồi người ơi biết chăng, trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi, và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó ban đầu còn đâu nữa em, còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong di vang cơn mơ gọi mời, thôi rồi tình ta ly tan. Nay người về nơi cao xa, bỏ tôi khóc xin bề ba. Thôi rồi tình ta ly tan. Nay người về nơi cao xa. Giận hờn. Trời ơi, bạn hát hay quá, ngọt quá. Công việc chính của bạn có phải là ca sĩ không vậy? Dạ, em cũng có đi hát được một thời gian. Bao lâu rồi? Cũng được năm mấy, hai năm anh. Thôi bây giờ mình quay lại nha. Một, hai, ba. Xin chúc mừng, không có một dấu chéo nào hiện ra. Rất là vui và hạnh phúc khi mà không có anh chị nào bấm. Anh Minh Khang, tại sao anh lại chạy môi? Anh chỉ kêu mà sao thắc mắc sao chị với lại mọi người không bấm, giống quá, rất giống thần tượng của tôi.
Tuấn ơi, thần tượng của bạn là ai vậy? Dạ, thần tượng anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà ban nhạc đang đi tìm một kiếm một cái tài năng, một cái giọng ca lạ, chứ không từng tiếng một cái giọng mà giống một cái thần tượng nào đó. Nhưng mà em hát hay mà anh. Quá hay mà Khang ơi. Nhưng mà mình phải tìm kiếm một giọng ca mới. Dạ, nhưng mà khi mà bạn được vào vòng trong thì đó là thời gian để ban nhạc luyện tập cho bạn. Có làm được không? Biết đâu được. Khó sửa. Rất là khó sửa. Nhưng mà nếu mà em yêu nghề thì chị nghĩ là 50-50. Coi như là em nếu mà em vô trong em đi thẳng. Và trong cái cuộc chơi, cuộc thi như vậy á, nó rất là, nó nhiều màu sắc. Rồi cá với Minh Khang. Minh Khang, Nhung sẽ cá với Minh Khang. Nếu mà em sửa không được á, là Phi Nhung sẽ hát free cho em 10 bài. Khang đồng ý không? Coi như là cược rồi nha. Nếu như vào vòng trong mà Công Tuấn không sửa được thì coi như là anh thắng. Còn nếu như mà sửa được là chị Phi Nhung thắng. Nếu mà sửa được á là Minh Khang phải làm free cho chị 10 bài. Hòa âm cho chị 10 bài. Bài gài chứ không anh. Làm bài gài. Làm suốt đời. Làm suốt đời cũng được luôn. Rồi nhớ nha. Em đừng có làm cho chị mất mặt nghe chưa? Nhớ nha. Rồi coi như là mình chốt lời hứa ở đây ha. Bây giờ Khanh xin hỏi anh Dương chị Vũ. Anh cảm nhận như thế nào về giọng hát này ạ? Trước hết thì anh chúc mừng em. Em hát chuẩn xác đến 100% luôn. Y chang anh Ba. Nói chung là nhất là cái câu mà câu cuối của em bò tôi, cái cách mà em nấc lên ở trên ở trên cái nóc họng của em á, y chang luôn, không khác gì hết. Câu đầu tiên nữa. Nói chung là nguyên một bài luôn cô, từ đầu tới đuôi giống như là anh Ba hát sau là em copy y chang vậy, em copy paste luôn. Đây là một cái điều đáng mừng cho em, là tại vì em có cái khả năng để mà mình học hỏi người khác. Nhưng nó cũng sẽ là cái mang lại rất là nhiều cái phiền toái cho em, là tại vì em sẽ không bao giờ trở thành Ngọc Sơn thứ hai được. Cho nên em có cái giọng, em có cái độ chuẩn xác của giọng em, em phải biết cách khai thác. Cho nên anh mong á, là ở trong cái vòng sau, khi mà em nhận được cái bản nhạc của em, em hãy ngồi xuống, em tìm cách làm sao em xử lý, đừng giống anh Ngọc Sơn nữa, mà phải là em, cái gì đó mới để mà làm cho mọi người đang ngạc nhiên nhé. Chúc mừng em. Cảm ơn Dương Triệu Vũ. Nhớ nha Công Tuấn, quan trọng nhất là ca sĩ phải có một nét riêng. Bởi vì trong chương trình này còn phải hát rất là nhiều những thể loại khác nhau. Nhưng không sao, một lần nữa chúc mừng Vũ Công Tuấn là người đầu tiên được bước thẳng vào vòng trong đêm nay. Chúc mừng bạn. Em xin chân thành cảm ơn ban nhạc đã chọn em vào vòng trong. Em xin hứa là sẽ cố gắng thay đổi để không phụ lòng mong mỏi của các anh chị ban nhạc cũng như chị Phi Nhung. Xin cảm ơn chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo nối tiếp chương trình. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là cảm xúc của anh Hoàng Nhật Nam ạ. Mời anh. Dường như là những anh chàng lúc mà ghép đôi với nhau á, thì cộng với cái đạo cụ, cái ghế, rồi có cái sự tương tác với nhau, thì đã cùng dìu nhau đi đến cuối chân trời. Đó, đi đến rồi, cuối chân trời của cái bài hát. Hết hồn luôn. Hết hồn tới tình yêu. Ta nắm tay thì ông không cho thì, đi dìu nhau đi luôn kìa. Quang Thái, những cái phần đơn thì bạn rất là bối rối sân khấu, nhưng mà bây giờ có cái bàn diễn với mình vào, có cái sự tương tác, rồi có những đi lui đi tới ngồi trên ghế thì đã thấy dễ chịu hơn, đã cảm thấy là cái sự hòa nhập của các anh ở trên sân khấu nó đã có rồi đó. Và trong cái bài này thì thấy hai anh em hát với nhau cũng rất là dễ thương. Mỗi người cũng sẽ có cái ưu với cái khuyết riêng. Đi sâu vào giọng hát thì thôi để các giám khảo còn lại nói. Về phần của Quốc Vượng thì do là Quốc Vượng đã có đi diễn rồi, cho nên là những cái bước chuyển hoặc là những cái ánh nhìn xuống, nhìn lên, mỗi cái bước di chuyển của em hay là diễn thì đều rất là nhẹ nhàng, và nó có cái sự diễn, nó có cái nét sâu ở trong đó, nó có nội tâm trong đó. Còn ở Quang Thái thì anh nghĩ là Quang Thái phải tập thêm một chút để mà mình có cái bản lãnh sân khấu. Về chẳng mình không có di chuyển nhiều, nhưng mà mỗi lần anh thấy em, mỗi lần mà em bước xích ra, sau đó xích lại, rồi sau đó nhìn sang bên bạn mình thì lại. Những cái bước đó nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng làm cho cái mạch cảm xúc của người xem á, nó hơi bị gián đoạn một chút xíu. Thật ra là hai anh em hát cũng như hai anh em lúc nãy là Ngọc Truyền với Tuấn Minh thì thấy kết hợp với nhau thì thấy rất là dễ thương. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn Hoài Nhật Nam. Và tiếp theo xin mời chị Tư Cẩm Ly. Chị đang đung đưa, chị đang nghĩ ngợi gì ạ? Khi mà Quang Thái thể hiện bài hát này, mình thấy rất là tình. Tuy rằng không giống anh Tuấn Vũ nhiều, nhưng cái tình trong bài hát qua từng câu chữ và mượt mà hơn nhiều, có một cái sự tự tin hát nó rất là hay. Mà hồi nãy cái vụ mà nói nhà làm nông nghiệp trồng bưởi, cái mình cứ tưởng tượng là bây giờ là anh này là anh không có chuyên nghiệp hát, nhưng mà có lẽ khi mà anh đi làm mệt quá ngoài đồng, ngoài chỗ cái vườn bưởi, cái anh ngồi xuống cái anh quạt, cái anh nghêu ngao, anh hát cái kiểu vậy đó, hát quen cái kiểu một cách thoải mái như vậy. Nhưng mà khen là trong bài hát này bắt đầu đã cảm thấy tự tin và có cái độ tình ở trong đó rất là nhiều.
Cho nên là còn về cái diễn thì không thể đòi hỏi Quang Thái được. Quá mới mẻ, quá mới mẻ cho nên là nó sẽ bị sượng sùng chỗ này chỗ kia. Nhưng nó đã có được một cái bước tiến nhẹ nhẹ, tức là mình hiểu mà mình tự tin là một tí xíu. Là tất cả bốn bạn ở đây ai cũng đều có chất giọng tốt hết, nhưng mà tại vì chưa biết tận dụng và chưa có người hướng dẫn để cho mình tốt hơn, cho nên là mình hát nó hơi bản năng một tí xíu thôi. Nhưng mà cái độ tình thì bắt đầu đã có, sự tự tin đã có. Chúc mừng Quang Thái rất nhiều. Còn Phúc Mượn thì ok, giọng quá tốt. Tốt là gì? Tốt là ở độ vang, độ sáng, là nó có giọng của Tuấn Vũ. Nhưng mà cẩn thận, cũng giống như bạn Tấn Minh, uyển chuyển cái độ mềm mại trong câu hát của mình. Mình cẩn thận để mà cho nó có cái tình ở trong đó nhiều hơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chờ em trong xóm xa, thao thức vì em xóm đêm lạnh lùng. Đêm đông thành phố mưa bay, khi nay em đã đi rồi, trộm nhìn nhau tình đời ngang trái. Mất đắng tình yêu trong biển sâu, xa pháo nhà ai em về với người. Sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn tan nhớ nhau hoài. Buồn ăn năn ai khó vì ai. Một mình mang theo có nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa. Giọt lệ sầu trách ai vô tình, trên đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em. Dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Qua cơn mê yêu người là như thế, sao tôi vẫn cô đơn, giận hờn nào phố đêm mưa bụi. Tình bơ vơ, giá thư nghẹn ngào không em. Túi phận chờ người tôi yêu, duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nửa đêm, hai chuyến tàu đêm tiến đường người tình. Đêm hoang vầng trăng suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ. Trả lại em trăm nhớ ngàn thương. Đêm hoang vầng trăng suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ. Trả lại em trăm nhớ ngàn thương. Ủa ít kỳ diệu, anh làm gì với cổ mộ của mình vậy? Ôi giật mình luôn. Đang hoang mang bé. Sao vậy? Anh Hưng, anh về đi, anh thi gì nữa? Trời ơi, nó giống từng giây một, chứ không phải là từng phút. Nó giống từng giây một, từng cái bước đi, hơi thở, động tác, ánh mắt, dáng đứng, tư thế, cách cầm áo, cách choàng khăn, cách đeo bông tai nhuộm đầu highlight. Trời ơi, đó là Mr. Gà. Tôi biết nói gì với bạn đây. Tôi im lặng. Anh nghĩ là em đã từng diễn và hóa thân thành Mr. Đàm rất rất là nhiều lần.
để đạt được cái độ điêu luyện như là một cái phiên bản Mr. Đàm thứ hai như thế này, đúng không? Bởi vì là từng cái bước trên sân khấu em đi đều đã có một sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí là một cái động tác cởi chiếc áo khoác ra, kéo mic ra xa để mà là chiếc áo khoác đó nó được nằm gọn trên tay mà vẫn đảm bảo được cái phần âm thanh lúc đó. Mà rất hình, là điêu luyện nha. Rất là điêu luyện mà hình dáng vẫn đẹp, không có một cái gì gọi là vụng về lúc đó cả. Anh nghĩ là tất cả đều là gọi là một cái sự nhập hồn của Mr. Đàm trong cái tiết mục này. Anh nghĩ là chắc cả 100% luôn. Đúng. Riêng cái bài này ngay thời điểm này tôi có thể nói là 100%. Lần đầu tiên tôi nói bạn là tuyệt đối luôn chứ không có tương đối nữa. Khủng khiếp thật. Em xin cảm ơn rất nhiều. Mà chị chỉ thấy em thất bại có một điều, tại sao bao nhiêu lâu nay hát giống vậy mà không ốm xuống đi rồi giả giả ông Đàm Vĩnh Hưng đi hát dạ, kiếm nhiều tiền. Vâng, em xin phép ngắt lời chị Minh Tiết là trước khi mà em casting chương trình này thì em cũng có sự góp ý của anh Minh Vi là giảm cân, thì em cũng giảm được 3 cân rồi. Ồ, đã 3 cân rồi chứ không là em hôm nay là không được thu gọn như này đâu. Bạn cố gắng nha, thực phẩm không chừa ai bao giờ. Nếu như người đó ta không gặp nhau thì chắc nơi đó không u sầu. Nếu như người đó tiếng yêu không phải màu thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không lừa dối thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi, một mình em về chốn xa xôi. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói. Rồi sao sáng sối nhau, tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mau người ơi. Tình là cho trời ân ái, gieo bao trái ngang. Giấc mơ phải tàn mình em khóc thang. Chết ơi phù phàng lòng ta nát thang. Dù có bên nhau thì cũng đã muôn màu. Gặp nhau thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phải màu thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không lừa dối thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi, một mình em về chốn xa. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau. Đã yêu thật rồi sao sáng sối nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mau người ơi. Tình là cho trời ân ái, gieo bao trái ngang. Giấc mơ phải tàn mình em khóc thang. Trách ai phù phàng lòng ta nát thang. Dù có bên nhau thì cũng đã muôn màng. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau. Đã yêu thật rồi sao sáng sối nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mau người ơi. Tìm
là cho trời ân ái dẫu bao trái ngang giấc mơ phai tàn mình em khóc tang trách ai phu phàng lòng ta nát tan dù có bên nhau thì cũng đã muôn màng dù có bên nhau thì cũng đã hát có lực ghê chứ. Một tràng pháo tay cho Mỹ Linh. Yeah. Xin được mời giám khảo Trấn Thành chia sẻ đầu tiên cảm xúc của mình ạ. Xin mời anh. Anh tiếc cho cô bé này lắm. Giọng em thì thật sự ra là không phải là màu giọng của Quyên. Nhưng mà em có cái yếu tố để có thể làm được ra Quyên. Tại vì hát cái tông hồi nãy treo liên tục như vậy mà hát vẫn vang ra thật sự là rất khó. Và anh thấy em hát rất là có lực, anh phải khen em cái điều đó. Em hát được hết cái bài nãy mà tròn trịa như vậy là đối với anh là giỏi đó chứ mới không đâu. Chỉ có cái là anh hơi tiếc chút xíu là nó bị chưa chín mùi. Có những cái đoạn em lên cao rất là giống, nhưng mà có những đoạn hoàn toàn không giống. Cho nên là anh biết là em đang cố tình anh ém cái giọng lại cho nó giống Quyên nhất có thể. Mà nó cực cho em nữa chứ không phải không. Anh đang nói thiệt tội nghiệp luôn á. Hát cái bài cao mà còn phải túm cái miệng lại rồi bà nói bà đàn ông. Đúng không? Nhưng mà em đàn ông mà. Nhưng mà em đàn ông mà. Mà còn phải diễn như bà Quyên. Thì Quyên thì phải hơi sáp đèn cầy chút xíu. Nó hơi chạy chạy nhẹ nhẹ vang tím. Anh tiếc lắm. Tại vì anh thấy em hát tốt. Bạn có những cái nức nở ấy giống Quyên và lấy thì hơi bạn á. Nghe nhưng mà Quyên hát á, cái chữ của Quyên á bén. Nó có vần ô nhiều hơn, có vần bén ô và bén. Quyên là mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay là cái có vần ô. Quyên hát cái miệng ra cái vần ô nhiều, nó hình tròn, cái khẩu hình tròn mà tròn dọc xuống. Mình gọi là hình dĩa hột xoài ấy. À, hình oval, oval. Cái khẩu hình nó như vậy cho nên nó ra cái chữ nó hơi như vậy. Em thì khẩu hình em bị mở rộng ra quá cho nên cái chữ nó tống hết ra thì nó không có gom chữ lại. Bây giờ hát cái kia mới lòi ra. Bà hát sai chính tả quá trời. Bởi vậy để ý, muốn hát hay là phải để ý chính tả. Đang nhìn về anh. Nhìn. Đang nhìn thôi, nhìn thôi. Anh thì anh nghĩ là Mỹ Linh cũng giống như là một cái viên ngọc thô á, cần phải mài dũa thêm rất nhiều, cả từ giọng hát rồi phong cách, tính đàn ông, nhưng mà điều mình cũng phải tập cho mình một cái sự gọi là điệu và từ đó thành nghệ. Người ta hay nói là điệu nghệ đó, cho nên là một cái người ca sĩ nữ lên sân khấu rất cần một cái gì đó quyến rũ hoặc là điệu nghệ trong những cái sự trình diễn của mình. Và đặc biệt nha, Lệ Quyên rất là lanh trí, chẳng hạn như bài Tango cho em đi. Có một cái phần mà anh dàn dựng có các dancer nam khác nhảy tango thì cô tập rất là nhanh và sau đó là nhập cùng luôn. Trong những cái đoạn giang tấu hay là những cái đoạn mà nhạc chào á, là cổ khiêu vũ cùng với các vũ công rất uyển chuyển. Thì đó là những cái lợi thế rất là lớn mà của một cái ca sĩ nữ. Anh cũng có lời khuyên là em nên chăm chút về ngoại hình để nếu như mình nhập vai vào Lệ Quyên. Hôm trước đến giờ em mặc những chiếc váy của các nhà thiết kế có tiếng rất là đẹp và lộng lẫy. Nếu như em diễn với những chiếc váy đó và cảm nhận mình quyến rũ trên cơ thể cũng như là trong cái tình cảm của mình á, thì thực sự là em sẽ thể hiện được điều đó. Bé ơi. Dạ. Nãy giờ em nghe anh Nam nói em có feel cái điều đó được không? Để em cố gắng. Nhưng mà anh hỏi thiệt là có bao giờ em tự thấy mình đẹp một lần nào chưa? Dạ chưa. Mình vẫn không hiểu. Bé nó đâu có phim nó xấu đâu. Và Tuyết cũng chả thấy nó đàn ông ở trên sân khấu luôn. Chứ thấy nó rất đẹp. Có nghĩa là gì nè em. Khi mà anh không biết em feel như thế nào. Ngày xưa anh cũng có diễn những cái vai mà anh giả gái rồi đó. Mặc bộ đồ vô là phải feel mình đẹp liền. Em không có cái cảm giác đó. Không phải. Là như này nè. Cái vấn đề ở đây á là cô bé luôn nghĩ rằng là mình đàn ông và mình không có làm được. Về em xem cái tập phát sóng này thì em sẽ thấy em đẹp như nào, như một nữ hoàng đứng trong cái luồng ánh sáng đó. Nhưng mà với chiếc váy đẹp này, với sự tự tin nhiều hơn nữa, sẽ nhập vai và hóa thân thành cô Lệ Quyên, quyến rũ hơn rất rất là nhiều.
Dạ, xin được cảm ơn ban giám khảo bởi vì là cũng đã đóng góp ý kiến giúp cho bạn sẽ có một cái sự tỏa sáng và thành công hơn với cái sự lựa chọn. Rồi tình đôi ta đã không sống được với nhau, thì đành chia tay như giấc mơ mà thôi. Những ngày vốn ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩ cũng sẽ không bao giờ lãng quên, dẫu ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi. Còn lại đời chỉ còn hai chúng ta, nói xa đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngủ chi vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình sẽ như là cơn gió. Một vòng trong phố đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi nay đã không còn gì, thật rồi chỉ còn hiu hắt cơn sầu. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vụ tan như thương ngàn sau. Người ra đi còn riêng anh trênh vênh tháng ngày. Lời chia tay cất lý trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu. Nghe trong tim đau bao nhiêu yêu này, nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ôm em vòng tay. Mắt quần nào ướt thật nhiều phút giây rời xa. Bỗng nhiên khóc hòa, mối tình này dấu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng mình. Mối tình này dấu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng mình nghe. Mối tình này dấu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng mình nghe. Dạ, một tràng hô tay cho bốn thí sinh tuần này. Bây giờ mình làm quen luôn đi, để cho ban giám khảo biết tên của mình và nghề nghiệp của các bạn nữa. Dạ, em xin kính chào ba vị giám khảo. Em tên là Mỹ Linh, em sống tại Sóc Trăng ạ. Linh đang làm gì Linh? Dạ em đang làm ca sĩ tự do. Ồ, là ca sĩ tự do luôn, là một sở trường lợi thế rồi ha. Tiếp theo ạ, xin mời bạn Nam. Xin được gửi lời chào đến toàn thể ban giám khảo cũng như anh MC và toàn thể quý vị có mặt tại trường quay hôm nay. Địa danh của em là Khánh Trần Rio ạ. Khánh Trần Rio, không biết là công việc hiện tại của bạn là gì? Dạ em đi hát được 17 năm rồi ạ. Cũng đi hát luôn ha, rồi sở trường luôn. Rồi xin mời chàng trai tiếp theo. Xin được gửi lời chào đến ba vị giám khảo và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Giờ em tên là Hoàng Tú, em đến từ quê hương Đức Linh Bình Thuận. Dạ, Tú đang làm gì luôn để biết luôn. Giờ hiện tại thì em đang là một thợ cắt tóc ạ. Thợ cắt tóc. Dạ. Cảm ơn bạn. Mọi người cuối cùng. Vâng ạ, xin được gửi lời chào tới ba vị giám khảo, tới anh MC cũng như tất cả mọi người. Em là Duy Phan và hiện tại thì em đến từ Hà Nội và công việc hiện tại của em đang làm đi hát tự do. Vâng, trên đây có 3 ca sĩ rồi và một là thợ cắt tóc. Xin mời chị Minh Tuyết. Hôm nay chúng ta có ai ạ? Ca sĩ nữ ạ? Lệ Quyên. Lệ Quyên, chính xác. Dạ, bạn Rio. Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng, chính xác luôn. Bạn tiếp theo. Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng, trời cái tóc này không thể chối bỏ được đúng không chị? Và cuối cùng. Cuối cùng là Tuấn Hưng. Vỗ tay. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Cái cảm giác đầu tiên của các anh chị về bốn thí sinh của chúng ta trong vòng lộ diện như thế nào ạ? Xin mời giám khảo Trấn Thành trước. Tôi đánh giá nhóm thí sinh này cũng là một nhóm thí sinh có tiềm năng và các bạn cũng là nhóm thí sinh tốt luôn.
bạn Mỹ Linh, âm sắc của bạn có âm sắc của Lệ Quyên ở trong đó nhiều chứ không phải là không. Nhưng nhịp đó là nhịp của bạn, Quyên hát nó chuyện hơn tí. Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng xương thôi. Là sẽ nhanh sẽ chậm, sẽ ngắt chữ ra nhiều hơn chứ không có đều đều nhỉ. Hai bạn hát voice của anh Đàm thì bạn Rio có vẻ mạnh hơn và ra cái âm sắc giống hơn bạn Hoàng Tú. Trong phần này thành chấm điểm Rio cao hơn. Rio cái ngắt tay Miro rất là giống ảnh, gần giọng cũng giống luôn. Duy Phan là người làm giỏi nhất, tốt nhất trong cái phần vừa rồi. Hầu như là chuẩn xác đến 90-95% của anh Tuấn Hưng riêng với tiết mục vừa rồi. May mắn cho bạn thuận lợi là bạn là người Hà Nội luôn, cho nên cái giọng bắt của bạn nó rất là đặc trưng của anh Tuấn Hưng. Giọng nói cũng giống giống ha. Đó, bạn chỉ cần một cái điểm bạn phải thay đổi, đó là hát cái tướng đứng nam tính hơn. Hiện nay bạn vẫn bị rụt rè, cho nên nó không có cái sự đàn ông trưởng thành. Vẫn là đang là boy, chứ chưa phải là man. Cho nên là bạn mạnh mẽ hơn, sẽ ra anh Hưng nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung bốn bạn đều hát rất tốt. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Chị Minh Tuyết như thế nào ạ? Trong bốn bạn thì bạn Hoàng Tú ấy, bạn không có kinh nghiệm sân khấu, cho nên bạn sẽ run hơn những bạn khác. Và kể cả cái cách mình hát, mình cầm microphone và sử dụng microphone, nó cũng không có chuyên nghiệp như những bạn khác. Cho nên á, thực sự mình nghĩ là bạn không phải không có âm sắc của anh Hưng đâu. Bạn có đấy, nhưng mà vì hồi nãy không biết bạn run quá hay là bạn kéo microphone ra xa quá, cho nên nghe tiếng có tiếng không. Còn bạn Rio ấy thì bởi vì bạn có nghiên cứu cái cách hát của anh Hưng, cái cách kéo hoặc là cái cách luyến của anh Hưng, cho nên nó tạo cho người ta cái cảm giác mạnh là khi thấy nghe bạn hát giống anh Hưng nhiều hơn. Rio là đấy, yêu Đàm Vĩnh Hưng luôn. Đấy, nhìn cái mặt là biết yêu Đàm Vĩnh Hưng luôn. Tay chân rồi đứng rồi mê tới mức độ là tưởng tượng mình là ông Đàm luôn. Chúc bốn bạn vào vòng trong tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và thể hiện thần tượng mà mình đang thể hiện trong chương trình ngày hôm nay một cách trọn vẹn hơn nữa. Dạ, cảm ơn Thành, cảm ơn chị Minh Tuyết và xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Chúng ta đang gặp lại ba thần tượng mà những mùa trước chúng ta đã gặp, và các thí sinh mà hóa thân vào trong các thần tượng này á, thật sự là nội lực của các bạn cũng rất rất là lớn. Chẳng hạn như là Tuấn Phong là quán quân của một mùa và hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng, rất rất là giống, và rất nhiều những chiêu trò trên sân khấu nó vẫn còn đâu đây ở trong trái tim chúng tôi. Cho nên là nó cũng là cái áp lực của hai thí sinh hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng năm nay là bạn Hoàng Tú, bạn Khánh Trần Rio. Bạn Hoàng Tú thì không biết vô tình hay ngẫu nhiên mà Tú cũng làm nghề cắt tóc, cũng giống anh Hưng thuở xưa, đúng không? Đó thì chắc là ảnh cũng sẽ là truyền cho em cảm hứng nào đó, đúng không? Em là một trong những thí sinh mà không chuyên trong khi các bạn còn lại đều đi hát cả. Thì hy vọng là với cái điểm trùng hợp đó, với tình yêu đó thì em cũng sẽ có may mắn nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn trong những cái vòng sau. Một á quân của một mùa nữa cũng hóa thân vào nhân vật Tuấn Hưng, đó là Hồ Văn Phong. Đó, bạn đó cũng rất là men và rất là mạnh mẽ, nội lực trên sân khấu lên là đốt cháy tất cả mọi thứ. Và anh cũng thấy đâu đó cái điều đó ở Duy Phan trong cái tiết mục tứ ca này. Đó, và Duy Phan có những cái động tác, cử chỉ, điều bộ và anh thấy là có cái hồn của anh Tuấn Hưng ở trong em nhiều. Có cái tình yêu của em với anh Tuấn Hưng ở trong từng cái nét diễn. Anh cũng đồng quan điểm với những giám khảo đó là anh cũng thu hút về em trong cái tiết mục tứ ca vừa rồi nhất trong cả bốn bạn. Còn cô gái duy nhất là Mỹ Linh. Đó thì Mỹ Linh mở màn ra hát với Lệ Quyên và cũng không có một đối thủ nào hát Lệ Quyên hay là hát một dòng nữ khác. Cái đó là một lợi điểm trong cái vòng đấu này. Tuy nhiên lại là một cái áp lực cho em, nếu như em mở màn chưa được suôn sẻ lắm thì anh hy vọng là em sẽ quyến rũ hơn. Những mùa trước anh hy vọng là em cũng có xem những cái phần giám khảo Trấn Thành thì phạm về ca sĩ Lệ Quyên rồi chứ, phải không? Lệ Quyên mà, đúng rồi. Ra người ta như vậy. Nhiều lần anh đến gần, để nơi nơi lâu lên rồi xương sâu kín. Đó, những cái nữ tính, những cái đánh hông nhẹ hay là những cái truyền cảm về nét gương mặt vân vân thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều. Lệ Quyên đâu có nhảy nhót gì nhiều đâu, chỉ có những cái động tác rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng ghi điểm rất lớn và cộng hưởng cho cái phần hát của em. Chúc mừng tất cả các em. Dạ vâng, xin được cảm ơn ba giám khảo rất là nhiều.
Và đây chính là vòng khởi động đầu tiên thôi, vòng lộ diện của các bạn thôi. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có nhiều cái năng lượng hơn ở trong vòng thi đấu tiếp theo nhé. Lưng à, từ từ lưng à, thật sự là lúc đầu Trân My cũng rất là lo lắng và không biết là khi mà mình hát thì sẽ như thế nào. Bây giờ em còn run không? Dạ à, lúc nãy yên khi... tâm đi, đứng gần trai đẹp như anh là hết run liền. Khi mà nắm tay á là Trân My gì này. Không biết là quý vị gần ngồi gần đây có thấy hay không, tức là tay của Trân My là lạnh ngắt luôn. Chết rồi, cố lên. Xin được cảm ơn hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. My, chị thích ở em cái gì đúng không? Cái sự duyên dáng, hát cũng tốt. Hai đứa rất là đẹp đôi. Cảm ơn chị. Cưng là người động tác vừa rồi dễ thương lắm. Cái áo của Cưng đang mặc á, cái màu rất hợp với là Giang My. Áo của Minh Luân hơi ảm đạm. Những chồng sao mà em cần anh hỗ trợ hết mặt. Em ơi, thôi đứng bên đây đi em. Thôi em đứng bên đây đi, có gì nói bên đây với mình nha bạn. Nếu đứng ở đây thôi, tự làm đi nha, đừng kêu. Nhưng mà chúng ta vẫn là một đôi đúng không em? Dạ đúng rồi ạ, dĩ nhiên là như vậy rồi. Đây là cái kinh nghiệm nha. Với một cái bài hát và tiết tấu nó nhanh, nó dễ thương và cái nội dung nó lạc quan vậy đó, mà tụi em diễn đúng phần đầu tiên bước ra là người ta ồ cái, sau đó là nguội ngắt luôn. Là trong bài hát của mình chưa có cái điểm nhấn nào rõ ràng. Mỗi một cái vòng thi là một lần duy nhất, phải xem nó là sự sống còn. Và nó để lại ấn tượng mãi mãi luôn. 20 năm sau, 30 năm sau vẫn còn hoài. Mình không được quyền làm lại nữa. Phải tính cho mình nha. À, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Từ đầu bài tới cuối bài, hai đứa cứ say đắm nhìn nhau, không hề nhìn khán giả chút nào. Mà ở trước này ba có ba cái máy camera nè. Một cái để lấy cận nè, một cái để lấy trung cận nè. Không đối thoại với khán giả. Đây là cái kinh nghiệm mà anh đã quay sân khấu 17 năm qua. Khi nào mình làm gì mình quay diễn bạn nè. Cười trở về mặt camera, vô camera. Nhưng hôm nay em mới là người mắc cái lỗi đó nhiều nhất. Đúng hôm nay em mắc cái lỗi đó nhiều nhất chứ không phải My. Khán giả đang chờ nhìn hai cái mặt đứa dễ thương quá mà. Đứa nổi tiếng nè, đứa xinh đẹp mà cứ lo nhìn nhau, không cho tôi nhìn mặt gì trơn, bực bội chỉ vậy thôi à. Trang phục xinh, màu đẹp. Đó, người Huế thích lắm á, màu tím á. Cảm ơn anh. Anh bào chữa cho hai đứa trước. Khi em bước lên sân khấu em thi, tự nhiên cái tim em rớt hết cỏ phân nửa rồi. Và khi hai người nhìn nhau như thế hát, anh đảm bảo hay hơn vì không có ra ngoài. Vì hai người có một điểm tựa với nhau. Đúng rồi. Thì mình phải lưu ý cái đó, là anh Lê nói đúng, không có sai. Em phải khắc phục, không thể vịnh vào cái đó được. Nói đi những vòng sau, Luân cũng biết, em đi quay phim rồi em biết. Phải khắc phục. Dạ, em cảm ơn. Xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tay tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về lối mòn anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng khuya, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời.
một người xa cuối trời. Nơi đây phiền gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay. Kia vẫn ghi đi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Được cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Cặp đôi này là phải nói là xứng đôi nhất. Xứng nhất luôn á. Một bên cao to, đẹp trai. Cái lúc tập mập mạp dễ thương. Cái lúc tập á, My nói giờ ủa em ôm anh, em ôm sao? Không lẽ em ôm dưới vậy? Thôi để anh ôm dưới cho em ôm trên đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Cái bài hát là một sự lựa chọn chính xác. Hương nghĩ là nó là một lợi thế với giọng hát của Hà My. Câu nào ra câu đó rất là chắc, rất là ngọt ngào. Còn với bạn Dũng Nhí, chất giọng của anh Dũng á, nó sáng trưng à. Những vòng sắp tới Hương tin là sẽ có rất là nhiều tiết mục thú vị. Với cái chiều cao này nó sẽ còn nhiều cái tiết mục hài hơn nữa, là người ta sẽ thích cặp đôi này nhiều hơn. Hương cũng sẽ trở thành một trong những fan hâm mộ của cặp đôi này. Chúc mừng. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Như là anh Dũng có biết ca cải lương không? Có, hát cải lương hơi dài luôn kìa. Trong câu đi, trong câu rất đi. Rất là đã luôn. Trong câu đi, câu rất đi. Rất là khoái luôn. Em ơi đã từ lâu anh giờ chiếc lá xanh tìm dần trắng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chị hằng lõ vàng. Tôi là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng nhưng đã lờ trót yêu ai, đã lờ trót yêu ai, yêu người con gái. Rồi một chiều đông tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào yêu ca bài ca thương nhớ. Tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Em đã từng xem anh rất nhiều chương trình, là rất là mê cải lương luôn. Nhưng mà ra nghề thì không phải là cải lương. Em có nghe cái sự tâm sự đó của anh. Nhưng mà đặc biệt khi hát vọng cổ nén hơi lại sắc
rất là sắc nét luôn. Anh Dũng hôm nay hát với một cái phong thái rất là thoải mái. Còn nói về My, trước một khoảng năm mà 90 mấy là không ai không biết My hết. My hội đủ hai thứ gọi là thanh và sắc. Chỉ có là bẳng thời gian Ly cũng không có biết sao mà My lại bị cái điểm dần. Một cái điểm dần, mong muốn rằng My sẽ nuôi lại cái tình yêu âm nhạc của mình để có thể quay trở lại một Hà My như xưa, rất là đẹp mà hát rất là hay, rất là ngọt ở cái dòng nhạc trữ tình này. Chúc mừng My và anh Dũng. Thật sự thì cảm ơn chị Tư, cảm My. Không phải là Ly khen My mà My nói ra những cái điều này. Thì sau này My cũng có phát hành một cái bài hát chị Tư mà vô tình trên mạng cũng thương cái bài hát đó mà đặt cho My là cái biệt danh chị Tư. Và thôi bây giờ chị Tư sau này xin phép ôm chị Tư trước một cái. Ôi trời ơi. Trở lại mà lợi hại hơn xưa ha. Đây cũng ôm cái ôm Dũng nha. Ôi trời ơi, Hà My 15 năm trước đã gặp Hà My lần đầu và còn song ca nữa. Cái lúc mà Lê còn chỉ mới 20 tuổi thôi, lúc đó Lê cũng chưa phải là đi hát chuyên nghiệp. Lê đã nghe Hà My trên một cái băng nào đó hát một khúc cải lương thôi. Nói ô cái cô này giọng hay quá. Và con Lê nghĩ đây là giọng ca nữ rất đẹp. Nhưng mà mỗi người có mỗi phần mỗi số. Chính Lê là rất Lê buồn lắm á. Thấy Hà My hát cái tự nhiên trong lòng tôi á, cảm thấy là tôi mỉm cười. Đôi khi em lại ẩn mình trong cái vỏ ốc, em không thoát ra ngoài. Và bao nhiêu cái cơ hội ngoài kia em khóa cửa hết. Anh nghĩ cũng có một cái lý do nào đó riêng tư. Nhưng hôm nay anh rất là mừng, anh rất vui. Và anh ước mơ rằng Hà My hãy trở lại ánh đèn sân khấu và hãy thể hiện sức sống và hãy xinh đẹp như ngày hôm nay mãi mãi nhé. Cảm ơn chương trình dành cho Lê ngồi hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã để lại một kỷ niệm tuyệt vời ngày hôm nay đối với Quang Lê và các khu được về đây. Vòng sau, cái thế mạnh của hai người không phải dừng ở hát đơn thuần như thế này, mà phải là một cái quán ấm đầu làng, một cái tô ánh nguyệt, hay là một cái Lan và Điệp. Một câu chuyện nhỏ khoảng 2 phút, 3 phút kết hợp với một bài từng nhạc cộng với từng cổ và rớt một câu giọng cổ xuống, đảm bảo luôn. Và một câu nhắc nhở khéo thôi, không chơi thì thôi, mình bước vào cuộc chơi thì hãy để tâm tới nó một tí. Tất cả những gì phấn đấu của mình sẽ có cái để bù đáp cho mình. Chúc mừng tiến bộ các bạn. Xin chào mọi người, mình tên là Tiến Vương. Nghề nghiệp của mình là giáo viên dạy tiếng Anh. Mình luôn mong muốn trở thành một ca sĩ bởi vì âm nhạc và ca hát đã là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Trước giờ thì mình chưa có cơ hội nào để thử sức mình trên sân khấu lớn. Và Ban Nhạc Quyền Năng chính là một cơ hội tốt để mình thử thách bản thân, thể hiện những gì mà mình có đối với quý vị khán giả. Và Tiến Vương hy vọng rằng Ban Nhạc, Ban giám khảo và quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Vương nha. Đường về cành thu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua tranh vênh có bao mái đầu, hát thiếu vàng anh điên câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai dù mơ màng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu sóng vắng im lìm, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mai nắng xeo thêm, đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời tôi yêu hiu. Đêm tha hương ai vọng trong, đêm cô lưu chinh phụ mau, đêm bao cánh mưa âm thầm gieo gió về cuộc cơn mộng hẹn mai ánh xuân nâu. Cho đêm đêm còn dậy hương,
bước chân ai trên đường để nhìn phố khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời tôi điều hiu, hứa cho đời tôi điều hiu, hứa cho đời tôi điều hiu. Chúng ta vừa đến với ca khúc Xóm Đêm, sáng tác của Phạm Đình Chương và Quang Dũng với tiếng hát của Tiến Vương. Vương ơi, sao? Từ nãy tới giờ có 4 bạn thí sinh trước mà ban nhạc chưa lựa được ai hết. Không biết tại sao tối hôm nay ban nhạc khó tính quá. Bây giờ nếu mà quay lại mà có dấu chéo đỏ nào thì bạn hứa là bạn đừng có buồn nha. Dạ em xin hứa. Chúng ta cùng quay lại. 1, 2, 3. Không một dấu chéo nào xuất hiện. Cảm giác thật sự là rất rất là vui sướng. Bởi vì mình là người đầu tiên trong ngày hôm nay được chọn thẳng vào vòng trong mà không phải qua vòng backup. Cảm ơn. Anh Minh Khang, hãy chia sẻ một chút xíu về tiếng hát này ạ. Sở hữu một cái giọng này không ai, hiếm người có lắm. Bởi vì anh ở trong phòng thu rất là nhiều, anh cần những cái chất giọng sạch này khi bước vào trong phòng thu á, nó clear lắm. Khi mà edit á, rất là đẹp, rất là dễ, hay lắm. Nó làm cho anh rất cuốn hút. Nếu mà em có được quán quân hay không quán quân thì anh cũng sẽ thuê em hát cho anh vài bài trong phòng thu nhé. Wow. Em cảm ơn anh. Tất nhiên mình phải chớp cái cơ hội này, bởi vì đó là cơ hội rất là hiếm có đối với Vương. Nếu mà nói về lỗi thì em không có cái lỗi nào nặng để có thể nói là bắt lỗi hết. Nhưng mà thực sự là cái cảm thì chị chưa có cảm thấy cảm được qua cái bài của em. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hải Phượng rất nhiều. Trong cái bài Xóm Đêm á, em hát có nhiều câu có hồn, nhưng mà em hát sai. Qua phên vanh có bao mái đầu. Em được một cái là cái giọng em khống chế nó rất là tốt, và kể cả cái khuôn mặt của em khi em hát nữa nhìn rất là thiện cảm. Em làm anh nhớ tới một cái thí sinh mà đã từng có và anh đã giúp đỡ rất là nhiều lần. Và cái cách mà em, cái khẩu hình của em á, với cái cách em diễn tả trên sân khấu á, rất là giống cái bạn Lê Thái Sơn. Dạ, em là anh ruột của Thái Sơn. Em cảm ơn chị Vũ rất nhiều. Chúc mừng phần dự thi của bạn. Ban giám khảo cũng như là những anh chị trong ban nhạc góp ý cho mình rất là nhiều ý kiến quý báu. Nếu những vòng trong, Vương sẽ lấy những cái góp ý đó và biến nó thành sức mạnh của mình. Và xin mọi người hãy ủng hộ cho Vương nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả quý vị. Mình là An Tuyên và hôm nay mình đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Khi mà xem được chương trình trên TV thì mình cảm thấy ôi rất là vui nhộn và mình phải tham gia chương trình này mới được. Ở ngoài đời đó thì rất là nhiều bạn bè của An Tuyên đó, là nhìn An Tuyên là tự nhiên lâu lâu lại nhớ đến chị Phi Nhung. May quá chương trình này lại có chị Phi Nhung, đó là nếu như mà các anh ban nhạc mà có bấm loại em thì chị nhớ vớt em nhé. Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cơn. Đời xin có nhau dài cho mãi sau năm không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Và Mang Tuyên, chúng ta vừa nghe ca khúc Hạ Trắng, một sáng tác của Trịnh Công Sơn. Ngày hôm nay Khanh thấy An Tuyên mặc một bộ trang phục rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Không biết là ngoài cuộc thi bạn có phải là một ca sĩ thực thụ hay không? Em thì cũng có đi hát ở một số nơi. An Tuyên hát lâu chưa? Dạ, An Tuyên thì An Tuyên hát ở thành phố nơi An Tuyên sinh sống, đó là thành phố Nha Trang. An Tuyên đi hát từ những năm mà An Tuyên làm sinh viên đó, thì An Tuyên vẫn đi hát để mà có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình mình cũng như là việc học của mình. An Tuyên nghĩ với bài hát này mình có phải nhận một dấu chéo nào không? An Tuyên không dám đoán, là hy vọng là sẽ không bị dấu chéo. Bây giờ mình cùng xoay lại nha. 1, 2, 3. Tên cũng hơi buồn vì nhận được dấu X của anh Hoàng Bách. Một người duy nhất, Khanh xin mời nhân vật ca sĩ Hoàng Bách. Anh ơi, tại sao anh lại bấm nút ạ? Thực ra đây là phần trình diễn mà Bách thích. Dạ. Rất thích. Nhưng mà có lẽ Tuyên là người biết rõ nhất tại sao anh lại bấm. Cái câu cao nhất bài Đoàn Liên Tông. Dạ dạ. Em đã bị hơi xét một chút xíu. Dạ vâng. Cái bài hát của em, thực sự cái phần trình diễn này nó chưa phải là hoàn hảo. Dạ, cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nhạc trưởng Minh Khang ạ. Em lột tả được cái thể loại Blue Jazz và Bossa Nova. Cái khó nhất các bạn là em lên tông là bậc 3. Không giỡn luôn. Thì rất là khó. Điều này sẽ là điểm cộng. Anh Bách quá khó tính đi. Dạ đúng rồi. Thật sự cái bài này là tuyệt vời. Mình phải nhớ là anh Minh Khang ảnh không có nút bấm. Cho nên dù ảnh có khen hay ảnh có chê thì cũng không có quyết định nhưng được cái phần dự thi của mình. Nhưng mà anh tưởng ban nhạc anh xúi ban nhạc sao? Nhưng mà đứng sai thì anh cũng xúi được luôn cũng hả? Được hết. Lúc nãy anh xúi anh đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Xin mời nam sĩ Dương Trì Vũ ạ. Vũ rất là bức xúc ngay lúc này là tại dạ. vì Vũ nghĩ là đây là một cái tiết mục mà xứng đáng để được vô thẳng vào cái vòng trong. Tuy là một cái khuyết điểm trong bài hát nhưng mà cũng khiến cho mọi người tranh cãi nhau rất là nhiều và điều đó khiến anh Tiên cảm thấy rất là thú vị. Và Vũ rất là bất ngờ khi mà thấy ông Hoàng Bách ở trên kia tự nhiên cái bấm trong cái bài của em. Anh rất thích cái cách mà em bỏ nhỏ ở trong những cái câu hát. Em có cái độ nuance, em có cái groove, em có cái cách để mà lột tả được cái thể loại nhạc này. Hồi nãy em đứng trên kia, anh không có nghĩ là em là một thí sinh đi thi, mà anh đã nghĩ em là một ca sĩ thực thụ rồi. Cho nên bây giờ anh rất muốn đón chờ cái phần trình diễn sau của em. Chúc cảm ơn em. Ca sĩ Dương Trị Vũ ạ. Còn chị Phi Nhung thì sao ạ? Chị Phi Nhung thì rất là ngưỡng mộ em. Em rất là tự tin cho sân khấu và cái bản phối rất là hay mà em quyện được với cái bản phối của anh Minh Khang là em quá tuyệt vời. Chúc mừng em. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Phi Nhung ạ. Và bây giờ con mời cô Phương Dung ạ. Tự vì em hát cái dòng nhạc này rất thích hợp với em. Cô Phương Dung không biết là nếu mà em đổi bolero thì như thế nào. Nhưng mà hát cái dòng nhạc này là xuất sắc đó. Dạ cảm ơn cô Phương Dung ạ. Bạn đừng lo lắng bởi vì mình còn có một cơ hội hát lại nữa. Và ban giám khảo sẽ là người lựa chọn ca khúc này cho bạn. Và bây giờ anh Vũ sẽ chọn một bài mà anh Vũ nghĩ rất thích hợp với cái giọng của em. Đó sẽ là bài 7 ngày đợi mong của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hy vọng là em làm tốt nha. Và bây giờ là lúc bạn lui vào trong. Chúng ta tập luyện cho ca khúc này và quay trở lại chinh phục ban giám khảo nha. Một lần nữa chúc mừng An Tuyên. An Tuyên.
Tuyên xin gửi lời cảm ơn ban nhạc đã giúp đỡ và hỗ trợ cho Tuyên nói một phần thi tốt nhất. Và cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe cũng như là góp ý những cái khuyết điểm để mà mình có thể tiến bộ hơn. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo trong đêm nay. Xin chào quý vị khán giả, em tên là SA Huỳnh. Thì hiện tại công việc chính của SA đó là sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đến với chương trình Ban nhạc quyền năng lần này, SA muốn thử sức mình với nhiều thử thách. SA hy vọng ban nhạc sẽ chọn mình vào vòng sau hơn để mình có cơ hội thể hiện ca khúc của mình sáng tác. Ngoài sở trường là những ca khúc R&B ra thì em cũng có tình yêu đặc biệt với Bolero. Cho nên em rất là háo hức để mình có cơ hội thể hiện những cái ca khúc Bolero mà mình yêu thích. Hy vọng ban nhạc và ban giám khảo sẽ chọn SA. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Vì trong thương nhớ lòng em vì đau danh như mây trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau, chính là Osaka rồi còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chỉ có trong mơ. Nhớ về em, nhớ anh mang môi cười thường ngày. Nhớ về em, trong tiếng nuối nhớ mong trong đời trở về chốn xa. Tròn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em, trong những lúc cô đơn chờ. Kiểu này đi hát chắc nhiều em mê lắm phải không? Say Huỳnh có hay đi hát không? Say cũng có đi hát. Đi hát bao lâu rồi? Cũng một thời gian cũng có đi hát xong rồi suy nghĩ để làm công việc kinh doanh đó, xong giờ bắt đầu đi hát lại. À rồi bây giờ chúng ta cùng xoay lại xem kết quả nha. 1, 2, 3. Có 3 dấu chéo xuất hiện. Đáng lẽ là nếu một người đẹp trai như vậy thì mình không nên bấm. Bởi vì bạn đã... cùng chị lại bấm mới có thời gian nhiều. Tuy nhiên là Phượng đành phải bấm bởi vì Phượng muốn nghe bạn hát thêm một lần nữa. Mình còn cái cảm giác rằng là cái giọng của bạn hình như nó chưa được thoát ra đó, nó còn nằm ở đâu ở trong cổ họng. Chị biết tại sao không thoát không? Tại sao? Em nó hát bằng có một nửa cái micro à? Cái micro nó còn chỉ có một cái vòng tròn rất nhỏ nó thu âm thanh thôi, mà em bịt hết nửa ở đâu? Anh chỉ cho em nghe. Đây, em cầm rõ ràng là như này. Đấy, nó mất cái quãng trung á của cái âm thanh. Mất rất rất nhiều quãng. Rất nhiều. Tại vì thêm cái ngón tay bên trên nữa. Đó. Nó làm cái giọng mình không. Cho nên là trong tròn. Là lúc em hát em gào rất là lớn thì anh mới nghe thấy rõ hết giọng em, nhưng mà lúc đó thì anh đã bấm rồi. Tức là anh không muốn bấm, đúng không? Không muốn bấm, Bách không muốn bấm bởi vì Bách rất thích cái giọng rất là nam tính, cái phong cách rất là nam tính như thế này, cái cách hát cũng rất nam tính, nhưng mà
phải bấm cho biết, cho đáng đời cho biết lần sau thử. Vậy có cơ hội hát lại là không được cầm vậy nữa, nếu không là anh Bách anh bấm nữa. Dạ dạ. Em cũng xin cảm ơn anh Hoàng Bách đã hướng dẫn cho em cách cầm mic cho đúng để mình hát phô hết khả năng có thể. Nó cũng là một cái khuyết điểm của em mà em mới phát hiện ra. Và còn thêm một lý do nữa, tôi nghe bạn phát âm á, nó không được rõ. Ví dụ như là ước muốn thì bạn phát âm là ít muốn, và cái giọng nó sẽ bị hơi nhựa nhựa, mà nó không có gom cái giọng lại. Thành ra là tôi hy vọng là bạn sẽ hát lại thêm một lần nữa. Hôm nay khi mà em thể hiện bài này thì em thể hiện rất là tốt. Chỉ biết nói là em quá đẹp trai thôi, em xứng đáng được đứng trên sân khấu đó. Thường thường người ta hay mê những cái người có cái vẻ đẹp phong trần lãng tử, mà nếu mà có cái giọng hát này nữa là hai yếu tố, nếu mà đưa ra hết thì làm sao người ta chịu nổi rồi. Thành ra cố gắng làm sao mà ban nhạc ở đằng sau á, khi mà mình hát á là họ phải theo mình và họ phải hãnh diện là họ được đờn cho em hát. Cảm ơn giám khảo Phương Dung. Xin mời giám khảo Phi Nhung sẽ đưa ra ca khúc tiếp theo cho chị bạn. Chị chọn nhưng mà đừng làm chị thất vọng nha. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Chị chọn cho em bài Người Yêu Cô Đơn. Bạn có biết bài hát này không? Dạ có biết. Có biết có thuộc chưa? Bài rất dễ, không có gì hết. Rồi bây giờ là thời gian để bạn trở vào trong và tập luyện ca khúc này thật là kỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn Say Huỳnh rất nhiều. Con xin cảm ơn cô Phương Dung đã dành lời khen cho con. Con sẽ cố gắng phát huy tốt nhất hình ảnh đó trong những vòng sau. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo. Dù tình em ra khơi, nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ. Em vọt mang như chén chuốc cái này, lỡ bao như lá xúc á buồn, lòng thầm bữa phải nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thiệt này, dọc lạc thang bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nguyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Trời ơi, ổng tới đồ ra rồi ổng nhảy đó. Chị cái giò cho quẩy bên đây nè. Ơi, rất là dễ thương và là không khí cuối cùng rất là bùng nổ đúng không ạ? Anh Hoàng Nhật Nam thân mến. Cô Tư cổ ghi nhiều lắm em ơi. Xin mời cô giáo cầm bà đi. Này hồi xưa ba làm cô giám thị. À đúng rồi. Rồi ba ghi chép của ai đi trễ, ai bị phạt cái gì đó là ba ghi lại. Rõ ràng rồi, bây giờ mời cô giám thị. Hưng của tôi đây sao? Nãy giờ bà cứ quay, bà cứ bà càng cầu bà quay qua. Sao mập dữ vậy? Trời ơi. Rồi quay qua cái ca thêm câu cái quần nó có rộng dữ vậy. Rồi còn cái nữa, còn nữa. Ca cáo, thêm cáo, câu. Cáo. Cái lát ca thêm câu xuống gần tới đây. Cái mắt kiến bự quá che hết cái mặt rồi. Bà cứ rồi bà ngó bộ đồ ta không ta thi, chị
Rồi cái lạc là cái nói trời cô cái cổ áo kìa, cái cổ áo làm cho con bé lùn lại kìa. Bà mai đồ hả bà Tư? Trời ơi trời. Không, phải gì tại cái hình ảnh của... Cái đầu tiên là quay lưng bạn đó. Trời ốm ốm cái áo nó ngắn nó sức lên kìa. Trời ơi cái gì bà chấm mà bà chấm cái bộ đồ không à? Tại vì cái hình ảnh của bạn tôi nó rất là chỉnh chu. Ok ha. Ok không? Quần tôi chưa bao giờ thấy bạn tôi mặc cái quần mà nó rầm rầm như thế cả. Không mà công nhận mắc cười thiệt, mắc cười thiệt. Cái con mắt kiến nữa cho nên nó làm cho tôi bị phân vân, tôi phải nhìn càng nhìn nữa biết không? Không, không nhưng mà hôm nay là ốm hơn hôm bữa rồi đó. Ốm thì có ốm đấy. Nhưng mà nó vẫn mắc cười bạn ơi. Nó lạ lắm, cái e của bạn ra nó lạ lắm mà cái đoạn bạn nhảy cái chân bạn móc nó lạ lắm trời ơi. Cái đó mà thử thách anh Thành mà nhảy thì bây giờ khó lắm anh. Cái xuồng đó khó, đừng. Bỏ qua đi. Giờ bao nhiêu trẻ chua cay này. Anh Thành ơi, thật ra em xin các vị giám khảo chúng ta ở đây là tại vì cái bạn này thể hiện ca sĩ, mà cái người ca sĩ đó anh Thành anh thể hiện rất là thành công. Mà em tiết lộ với quý vị luôn á, ở đây có một vị giám khảo hát bài Say Tình cũng thiệt là hay, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành chúng ta bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời Hoàng Nhật Nam. Xin mời. Mời anh Thành, mời anh Nam. Chết rồi. Ai nhảy ai hát? Nhỏ này chắc năm sau nó ít được mời lắm. Thành ơi, Ly đề nghị nè. Tại vì Ly nghe Thành hát hoài à, Ly chán lắm. Hôm nay Ly muốn Hoàng Việt Nam hát, nhưng Thành mang đôi giày đó nhảy cho nó đẹp. Đúng chết rồi. Rồi chết. Mà nhảy xoắn quẩy rồi nãy nha. Họ đứng đây không có về gì hết trơn. Hát đi. Sót mới như chết cho cái nơi. Lèo bèo như gái su cá buồn. Lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Giọt mai những chén chua cay này, nếu về như gã du ca buồn, làm than bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Đã cho ta lỡ yêu em rồi, có kịp ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát yêu yêu ngao, lời tình đi mê, em có hay không nào? Chén chua cay này lỡ về như gã du ca buồn, làm than bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Xuất sắc, vỗ tay quý vị. Wow. Xin mời giám khảo Cẩm Ly nhận xét về thí sinh Hoàng Nhật Nam. Có một sự bất ngờ không hề nhỏ, nhưng thí sinh Hoàng Nhật Nam đã hoàn thành rất là tốt cái phần hát của mình. Nhưng về phần nhảy thì chưa hài lòng ở thí sinh Trấn Thành. Ủa sao vậy? Chưa thấy nhảy cái gì, quẩy, quẩy. Giờ cháu quẩy. Giờ cháu quẩy, chưa thấy nhảy. Music, 1, 2, 3, go. Mấy anh chị, Đàm Vĩnh Hưng không phải Michael Jackson. Nói gì thôi. Cái gì vậy? Anh Đàm nó có nhảy dữ vậy? Có nha, tôi thấy có. Đàm có bốn chân. Có. Bún nhưng mà này bún nhiều quá phải không? Không phải, là tại vì Đàm nhẹ hơn. Đàm bún nó gọn hơn, còn anh này bún nó hơi rung cái sàn tí. Nó hơi bị tưng xíu. Có. Thành ơi, nhưng mà lâu quá Ly chưa thấy, Ly chưa coi được Hưng nhảy bún chân sao. Thành bún thử. Chết rồi cái giày này. Giày này bún nè, bún nè. Không biết cái vụ đó. Đâu là làm coi. Làm sao, làm sao. Thôi để mấy tới Đàm mình làm. Đàm đi nha. Hay quá, nhưng mà quan trọng. Dạ, một đôi hôi tay giám khảo Hoàng Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành ơi, trời ơi. Tôi nói rồi mà, có tuổi mà đi cà keo chi gì không biết nữa. Đứa nào lâu tôi lên sân khấu một lần nữa tao giết chết liền. Cảm ơn tiết mục về rất là giải trí của ban giám khảo của chúng ta. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với anh chàng Tuấn Phong. Không, nhưng mà sau tất cả thì nhận ra là giám khảo giải trí hơn thí sinh rất là nhiều. Thấy là anh Hoàng Nhật Nam anh có những cái gì đó rất là nổi loạn nha. Lần đầu tiên tôi nghe Nam hát đó, tưởng là mọi người trêu Nam không á, nhưng mà tưởng hay đó nha. Nam hay mình lắm á. Hay đó nha. Hay. Đó chỉ là những cái giây phút bốc đồng mà thôi, anh đã trở lại nội tâm như xưa rồi. Rồi giám khảo nội tâm thể hiện quyền năng của anh đi. Cái mùi giả tạo mà nó bay nghi ngút. Thiệt á.
Ê nó nghe nè, người ta thi rồi mình góp ý người ta đi. Đúng, đúng rồi. Ảnh mỏi rồi. Ừ ảnh mỏi rồi. Giám khảo lôi nói về nhau không à? Bà Minh Tuyết có bài đầu chứ không ai đâu á. Bây giờ cô Minh Tuyết bà này sẽ sáng động phong trào trong trường nè. Thiệt tình. Anh bình tĩnh trở lại thì lúc nãy cô Tư cổ đang nói về thời trang nhưng mà chưa nhận xét hết. Bây giờ phải mời cô Tư nói phần trình diễn rồi giọng hát. Đó, nãy giờ là Tư bức xúc cái gì? Nãy giờ Tư bức xúc cái gì mà Tư quay qua Tư nói Tư hoài vậy Tư? Thì nói nãy giờ Thành nói hết ở đây. Đây chỉ ghi là trang phục và kính của Hưng không chịu nổi. Ghi vậy thôi đơn giản rồi. Cái này nãy giờ nói rồi. Tại vì biết sao không? Quen rồi tự nhiên nhìn cái hình ảnh nó sao sao. Tại vì cái giọng của em nó giống rồi, hiểu không? Cho nên là chị cứ tưởng là Hưng. Cho nên chị nhìn như thấy Hưng hôm nay rất là lạ. Bạn của mình rất là lạ. Cho nên chị có mấy cái ý kiến như vậy thôi. Hôm nay bạn diễn rất là thú vị, rất là giải trí. Bạn kéo micro giống như là kiểu đang tập tạ ấy, xuống mà xuống tới đây này. Nè tôi nhớ là cái dòng trước đó ai có nói là chung kết em phải đậm nét lên. Tôi vẫn còn nhớ cái câu đó đó. Nhưng mà này đậm quá nên mặn tay. Thì làm sao biết được. Ai nói bữa nay không bùng nổ là sai, bạn rất là bùng nổ. Nhưng tôi nói thí dụ mà có kéo cái micro ra đồng ý nhưng mà ráng làm sao control nó lại, vuốt nhẹ thôi để xa quá nhiều khi mất vài chữ uổng quá. Thực ra hôm nay á là em có nghe lời góp ý của các giám khảo. Hôm nay muốn các em có một cái gì đó mà giống như anh Thành nói là bùng nổ. Thì đúng rồi, em có một cái bài rất là sôi động, khác với em ở những cái vòng đầu hoàn toàn luôn. Nhưng mà nhiều khi chắc là cũng là dừng giống như lần đầu tiên. Cho nên là em máu quá. Về phần giải trí thì em rất vui. Một lần nữa cũng căn dặn chúng ta nghe có chọn lọc. Khen em có một tiết mục rất là sôi động để gửi đến tất cả quý vị khán giả trong đêm nay. Cảm ơn Phong. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Giám khảo Minh Tuyết. Riêng đối với chị thì chị nghĩ rằng á, em là người bắt chước giống thần tượng của mình cái cách hát nhiều nhất. Bây giờ chị đố cho em hát riêng của bản thân em vẫn hát giống Hưng thôi. Em là bị ăn vô trong máu rồi. Cái phong thái cho tới cái cách hát là em đã ăn vô trong máu. Chỉ vì em không ốm như anh Hưng, em không trưng diện đẹp được như anh Hưng, cho nên nó bị cái điều đó, nó khiến cho em bị mất điểm cái phần đó thôi. Nhưng cái phần đó mình vẫn, nếu mà mình đưa đúng, mình trau chuốt đúng thì nó vẫn sẽ được thôi. Nhưng mà cái khó nhất vẫn là mình hát làm sao giống như nhắm mắt lại người ta vẫn có thể nói ơ hình như là Minh Hưng hát kìa. Thì với chị, riêng chị vẫn nghĩ rằng em là người hát giống thần tượng nhất. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Tuấn Phong luôn giữ một cái phong độ từ đầu cho đến giờ, nhưng mà trong đêm chung kết này thì anh nhận ra Tuấn Phong dù là một chàng trai rất là bản lĩnh sân khấu và gọi là có sự tính toán sân khấu từng chi tiết, nhưng mà hôm nay đã có cái sự gọi là lo lắng. Cái áp lực của cái đêm nay nó quá căng. Và cái điều đó nó đã thể hiện ở cái tiết mục Tam Ca. Phong cũng có quên lời một đoạn này, rồi cái bài vừa rồi cũng có quên lời. Mà trước đó anh chưa bao giờ mảy may bắt gặp một chút thiếu tự tin ở Phong hết trơn á. Nhưng mà cái điều mà anh có thể cảm nhận được là cái năng lượng mà Phong lan tỏa ra trong cái tiết mục này là có thật. Và mọi người dưới này rất là hào hứng và nhún nhảy theo. Và cái chất giọng của Phong cũng rất là tốt, vẫn đảm bảo những cái phần ca để làm sao giống anh Hưng nhất. Còn với những sự diễn xuất của Nhảy và di chuyển sân khấu để mà có những cái nó mang tính giải trí nhiều hơn, thì đó là một sự nỗ lực mà anh ghi nhận. Mặc dù là cái sự nỗ lực đó có thể là hơi đậm hơn một chút, nhưng mà anh thấy vẫn dễ thương. Dĩ nhiên là làm sao có thể yêu cầu em chính xác và giống như anh Hưng hoàn toàn 100% được, vì cái cơ địa mỗi người, cái body của mỗi người hoàn toàn là nó khác nhau. Nhưng mà em cũng đã có quá trình giảm cân đó. Nhưng mà lưu ý thời trang là nó phải fit, anh Hưng luôn luôn là nó fit body lắm, thì lúc đó thì từng cái chuyển động của mình nó được linh hoạt hơn, nó sinh động hơn. Chúc mừng Phong. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì những lời góp ý dành cho Tuấn Phong ngày hôm nay. Một tràng hô tay nữa, chúc mừng. Em ơi thức trọn đêm này, mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho lễ hẹn mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi. Mai đây xa cách phương trời, tình chia hai lối, em có buồn không? Yêu em anh khổ thật nhiều, mà anh không trách rằng em phụ tình. Cành vàng phải từ lâu son,
còn anh thì vẫn tay chẳng tay hoài. Mơ chi gác tia son vàng, nên nay anh đứng ruột nhìn nàng ra đi. Đêm nay chăn sấm tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau. Anh xin gửi lại em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá say khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Đêm nay chăn sấm tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau. Anh xin gửi lại em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư. Nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dài khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Yêu em anh quá dài khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Đó chính là Văn Thông. Xin được cảm ơn anh đã hóa thân thành ca sĩ Ngọc Sơn. Đúng nghĩa là bộ đồ này của anh Sơn thiệt ha. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam trước đi ạ. Bộ đồ thì rất là khoe cơ bắp và có phần áp đảo giám khảo. Anh Thành rời qua không có gì hết. Anh ba Ngọc Sơn, thời tuổi trẻ của ảnh thì ảnh tập tạ mà, cho nên là cơ bắp và body rất là đẹp, cho nên là có những cái bộ trang phục như này để mà ảnh khoe về mặt hình thể. Hôm nay chưa gặp thần tượng nhưng mà bận đồ của thần tượng rồi đó. Có biết bao nhiêu người muốn bận đồ thần tượng mà không có được. Anh ba rất rất là nhiệt tình luôn. Tôi cũng muốn mượn sóng truyền hình hôm nay cũng để chia sẻ một chút cảm xúc của mình về anh ba trong cái đợt Covid vừa rồi. Khi mà được biết những cái thông tin chương trình Đà Nẵng Quảng Nam Triệu Con Tim Hướng Về, anh muốn là sẽ gửi một cái số tiền thật là ấn tượng vào để làm nổ tài khoản đó. Mà chưa hết, về sau ảnh còn alo: Nam ơi, em cho xe qua nhà anh để mà chở rất nhiều những cái khẩu trang rồi những cái nước rửa tay. Có nghĩa là rất rất là nhiệt tình luôn. Đối với Văn Thập, trong tiết mục vừa rồi, anh cũng như các vị giám khảo còn lại cũng cảm thấy mà chưa được đã lắm. Vì mỗi lần anh ba mà ra, bất kể bài vui thì mình có quá nhiều thứ để có thể xem, thưởng lãm. Có nghĩa là thiên biến vạn hóa lắm. Mình không biết là ảnh sẽ làm cái gì tiếp theo đây. Kể cả một cái bài rất là giai điệu rất là chậm hoặc là rất là buồn cũng vậy. Có rất nhiều những cái chiêu để diễn. Thì tuy nhiên là trong bài này anh thấy cái năng lượng của em nó chưa được tập hợp một cách đầy đủ, kể cả từ giọng hát cho đến cả cái phong thái hoặc là cái ngôn ngữ hình thể bên ngoài. Và đặc biệt nữa là cái sự lặp lại của một vài cái động tác trong một vài cái đoạn điệp khúc á, là nó cứ lặp lui lặp lại tới hoài nhiều.
thì nó giống như tạo cảm giác nó em làm giống như là làm trong vô thức á, nó không có có thực chiều sự sâu. Có cái chiều sâu trong đó. Hát như con mannequin vậy, chỗ nào lên cao không đưa lên, chỗ nào hát thấp không đưa xuống. Cái hồn bên trong không có. Dạ, anh Nam nói nào ngay thì cũng có lý do. À, tại vì Minh Xù biết trước khi lên sân khấu cũng có vấn đề từ phía gia đình. Thế không biết là cái vấn đề đó đã giải quyết xong chưa? Cũng phần một phía tâm lý bên gia đình. Thật sự mà nói, em đi thi này á là em trốn vợ em đi. Trốn vợ hả? Vợ em không cho em đi. Em đi lên đây á, thật sự mà nói, hai ngày vợ điện lên là vợ khóc. Cứ khóc à, em không biết nói làm sao nữa. Đồng cảm lắm. Vì thật sự là nếu như mà vợ giận á, mình không có làm gì nổi trơn. Đúng anh. Thiệt sự, đầu óc bấn loạn. Bây dạ. giờ muốn làm câu thơ mà vợ nó đang giận. Thiệt thơ, tứ, ý tứ, văn gì đó là chi? Đổ sông đổ biển hết. Hèn chi này ngồi mấy tập rồi mà mới làm được có một bộ thơ. Có một bài thơ à. Bộ dạ. này là bây giờ là chỉ có làm thêm thôi chứ đâu làm thơ. Mình cũng biết là anh Văn Thập cũng rất là thương vợ đó. Vậy thì nếu như mà được tiến vào sâu hơn chung kết, vợ vẫn cứ khóc, rồi anh phải về thì anh phải như thế nào? Đang chung kết Ngọc Sơn gì biết rồi. Ngọc Sơn xin kính chào nhỏ kia đứa ơi. Đúng không? Cái chương trình này bây giờ muốn vô vòng trong còn phải qua cửa vợ con nữa hả? Và nếu mà em có cái cơ hội được may mắn vào vòng trong đi tiếp nữa, có lẽ là mình nói vợ sẽ hiểu hơn. Và Thành ở đây Thành cũng nói mong cô vợ hiểu. Tại vì á, khi sống với nhau mà cái việc tồi tệ nhất là cái việc bắt một người từ bỏ đam mê của mình để sống với cái người còn lại. Chúc vợ chồng anh Văn Thập cùng với vợ luôn là hạnh phúc. Dạ. Và xin kính thưa quý vị, chuyên mục tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình xin được khép lại tại đây. Vâng. Tôi báo cho bạn biết một tin hung tin nè. Là bạn hát hay lắm đó. Trời, vỗ tay. Cho nên á, là bạn phải hiểu bạn đang làm gì. Khi bạn bắt chước cái người thần tượng mình, bạn phải bắt chước từ trái tim ra. Chứ không phải là bạn chỉ bắt chước được cái giọng rồi giơ tay lên giơ xuống mà không hiểu tại sao mình làm như vậy, thì cái điều đó vô nghĩa. Đại diện cho những người chồng đã tâm sự rồi, dạ mời đại diện cho phái đẹp phụ nữ, dạ mời chị Minh Tuyết. Hát thì tôi có một cái cảm nhận như vậy, mà nói ra không biết hai người này có cười tôi không. Thì cái cảm giác của Tuyết á, là khi Thập hát á, giống y như là mình kêu một người bấm huyệt cho mình ấy, người ta rờ chúng cái huyệt nhưng mà người ta không bấm. Nè massage nè, người ta massage đúng á. Làn dày à, bóp vô ẩn vô à, nó mới thấm, đã, nó mới thấm. Đã. Còn mấy bạn mà hát bài nãy như massage em gì nè vậy khêu đó. Khêu thôi ừ đó rờ vậy nè, có nghĩa là bạn đã biết cái cách của anh Sơn ảnh hát là cái khẩu hình cái chỗ đó như thế nào, nhưng mà bạn làm nó không có thực sự đúng 100%. Có là bạn rờ đúng cái huyệt nhưng bạn không có nhấn vô, không có sâu, nó không có sâu, nó không có tinh tế. Thì mình cứ cảm nhận nó như là xoa xoa bên ngoài ấy. Nãy vợ điện lo một, nhận xét xong vợ lo hơn. Một người sống với ấm lòng, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần ơn. Và bây giờ xin mời cảm xúc của ban giám khảo. Đầu tiên là mời anh Hoàng Nhật Nam trước ạ. Cái ca khúc vừa rồi là một cái bài song ca rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào. Nam Ánh có một chất giọng cao và được khen như những cái vòng trước. Tuy nhiên là anh nghe trong những cái đoạn đầu á, anh không có nhận ra là ca sĩ nào. Bùi Anh Tuấn thì cũng không giống, mà anh nghĩ chắc là Nam Ánh đang là chính em. Những cái đoạn lên cao cao bay thì một số đoạn thì anh thấy có cái màu sắc của Bùi Anh Tuấn, nhưng mà không thực sự đặc sắc. Cái đó là phần của Nam Ánh. Còn về phần của Thu Ngân thì anh thấy có cái màu giọng Hương Tràm và rất là trải, rất là da diết trong cái giọng hát. Anh vẫn chưa thấy thực sự đã lắm. Anh cũng khen hai bạn là trong phần kết hợp vừa rồi có sự kết nối giữa hai bạn, và cũng dặn một chút ở Thu Ngân á, là trong những cái bước đi trên sân khấu mình á, thì em có nhớ là lúc mình bước qua cổng hoa mình bị chao đảo không?
đó, mình bước chéo chéo nhiều quá, cho nên là hết sức lưu ý mình diễn như thế nào đó, nhưng mà ý là mình phải giữ cái cảm xúc của mình để mỗi cái bước chân nó có sự chắc chắn, chứ đừng như là MC Khải Như bên cạnh là cứ bung xỏa các kiểu, đôi khi còn anh sao vậy Nam? Đó. Em mà đi qua cái cổng qua này là bao đẹp luôn đó. Thử. Đâu em thử lại cho một nét nhạc ạ. Tém téo qua bên phải để cho chị cho một nét nhạc để MC Khải Như đi vào ạ. Trong cảm giác thất tình nha. Cảm giác thất tình, bài này thất tình mà. Khoan em nhớ có 10 năm về trước à rồi. Cái mặt thất tình vô, mặt buồn vô, buồn vô, mặt buồn. Đúng da diết. Hái nhẹ một cái bông. Băng nhạc đánh lòng mẹ, băng nhạc đánh lòng mẹ. Vô. Lòng mẹ bao la như biển vào. Dạ thôi được rồi ạ, em vui vui chương trình như vậy là vui rồi ạ. Dạ. Thật sự là rất là khó khăn, nếu mà đi đôi giày cao gót mà đi vòng vòng cái cổng qua này á, mà phải hát mà phải vừa phải giả giọng của Hương Tràm nữa, thật sự rất là khó. Và em binh vực thí sinh này một chút xíu, đó là theo em biết là cái bài hát này là Hương Tràm song ca với Cao Thái Sơn, thì bạn Nam Ánh thì lại không có được cái bản để mà nghe nên không thể nào mà hát dạ, giống rồi. Được đúng không ạ? Đúng không em? Đúng không em? Dạ, dạ, một tràng pháo tay dành cho bạn đi ạ. Bé nói đúng. Dạ, xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Thấy Ấm hát là tại vì nó không có cái, không thấy Bùi Anh Tuấn ở đấy. Đúng, thực sự em đã cố ý em làm cho cái giọng em nó vòm thế này, nhưng mà nó lại không ra, nó vẫn còn nặng. Giọng của Tuấn là nó nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chị ghi nhận một điều là giọng của Ánh rất là đẹp, tốt, hát cao, chắc tất cả mọi thứ luôn. Ánh với Lại Ngân hôm nay, cái điều chị khen nhất đó là tụi em là một cặp hát. Chị đang nói về chất giọng để biểu diễn bài này thôi ha. Nó rất hòa quyện, nó rất là tình, nó rất là mượt. Khi mình hát đôi với nhau, hòa quyện được với nhau mới là hay. Thì tụi em hai cái giọng có thể quyện được với nhau. Ở Ánh thì bị như vậy, là cái giọng mình không được giống lắm đối với Tuấn. Còn ở Ngân á, lúc trước cũng đã nghe là em có cái giọng trầm, dày, lực. Nhưng ở bài hôm nay nó không như bài trước. Em cẩn thận coi chừng nha, tại vì chị thấy em phản phất tâm rất nhiều trong bài này nhá. Hôm nay em hát nó có vẻ trong hơn nhiều. Tràm dày nhưng lực trầm, nhìn nghe nó dày lắm luôn. Tâm có lực, hát lực luôn. Nhưng mà hai cái giọng nó gần gần với nhau nha. Nhưng mà của Tràm là em nghe nó trầm nhiều hơn và nó dày, thì lần trước em làm ra. Hôm nay nếu em được đi vào vòng trong, em cẩn thận. Hôm nay là nó bị hơi bị lệch lệch tâm một tí xíu. Nhưng mà nói về bài hát của hai đứa thì hai đứa hát rất là tốt, rất là hay. Và nên nhớ hôm bữa giờ nói tất cả các thí sinh rồi, khi mình hát đôi đừng có phải nghĩ hát đôi, giao lưu với nhau, kết nối với nhau. Nhưng không chỉ riêng mình, ở phía trước còn khán giả nữa, sân khấu phía trước nữa. Cho nên tụi em đừng cứ nhìn nhau hát hoài. Tới cuối bài Ngân nó mới bước ra đây được tí xíu. Còn không thôi hai đứa dính cục ở đó, không có nhúc nhích gì, cứ nhìn nhau đắm đuối, say đắm gì đó. Cái đó là cẩn thận nha em. Cái An Giang góc nhìn thì đã nói rất là nhiều với tất cả các em rồi. Cái đó là trong nghề luôn, sau này tụi em làm nghề luôn, chứ không phải trong cuộc thi này để mình lấy hình đẹp, mà khi mình ra sân khấu cũng phải vậy ha. À, và bây giờ sẽ là nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Trấn Thành mời anh. Hai bạn là hai giọng hát tốt, tại vì cả hai bạn đều là những người có chất giọng đẹp, xử lý khéo léo, kiểm soát cái giọng hát mình tốt. Nhưng mà nói về thần tượng thì hôm nay hai bạn rất quốc hết. Cái cô bé làm Hương Tràm, Thu Ngân ạ. Thu Ngân, vài câu được, vài câu rất tràm. Mà nó là vài câu thôi nha em nhé, còn hầu hết là không có tràm. Nó phản phất cái đi đâu giống đúng như chị Ly nói, là nó có mang cái màu của tâm nữa rồi. Thành thử ra em phải rất kiểm soát. Tại vì Tràm hát cái âm hơi ồ, cái âm thanh nó hơi vòm và hơi đục đục, nên là thế. Chứ đừng có thẳng băng như vậy thì nó không ra lắm. Còn cái bạn Nam á, dĩ nhiên tôi biết cái nỗi khổ của bạn là bạn không có cái version nào để bạn nghe, để bạn cảm nhận và bắt chước. Nhưng mà mình đã nói rồi, nghiên cứu, mình phải nghiên cứu. Bình thường là hai lối riêng. Là Nam bình thường, còn Tuấn là hai lối riêng. Đúng không em hiểu không? Đó là những cái chữ ký của người ta này vậy đó. Đó thì nó có những cái như vậy em phải để ý được. Cái gì cũng vậy, học tài thi phận ha. Lâu lâu mình cũng bị vướng vào nhiều vấn đề. Nên thôi, chấm điểm nào. Vâng ạ, cơ hội thì chỉ có một thôi. Các bạn đã có những cái giây phút thăng hoa trên sân khấu với những thử thách của chương trình. Và bây giờ để bình chọn cho thí sinh Nam Ánh. Nam Ánh, xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Anh chọn hay chờ hay loại?
rất tiếc là Nam Ánh dù có giọng hát rất là đẹp nhưng mà ngày hôm nay thì không giống với tiêu chí của chương trình, cho nên là anh phương án của anh là loại. Cảm ơn anh. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Thực ra chị rất là tiếc cái giọng của em, tại vì giọng của em rất là hay, chỉ có điều là hôm nay em không ra tuấn nhiều, nhưng mà chị vẫn muốn cho em cơ hội, chị cho em bé chờ đi. Bé chờ. Cảm ơn. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Hát hay loại cũng ổn. Chờ đi bạn. Bé chờ. Hai bé chờ và một bé loại. Quý vị thân mến, vậy là Nam Ánh của chúng ta đã có một vé chờ. Ban giám khảo, ghế chờ của chúng tôi đang đầy, hãy giải quyết một ghế trống để Nam Ánh có cơ hội được ngồi vào đây bằng cách di chuyển một bạn ở ghế chờ sang ghế chọn hoặc là loại đi một người. Xin mời. Như tôi nói, tôi vẫn bình chọn cho bạn Lê Trang. Ly cũng chấp nhận một vé chọn dịch chuyển cho Lê Trang sang ghế chọn. Và đạo diễn Hoài Nhật Nam thì đã có hai sự lựa chọn rồi, thì thôi anh chọn Lê Trang. Vâng, xin chúc mừng thí sinh Lê Trang. Xin mời bạn. Đến với thí sinh Thu Ngân ạ. Xin mời giám khảo Trấn Thành. Thấy thương quá, hát hay quá, cho chờ. Giám khảo Trấn Thành đã chờ, xin mời chị Tư Cẩm Ly. Khổ ghê luôn, đồng quan điểm quá đi. Là chờ luôn. Đạo diễn Nội Tâm, Thâm Tâm anh muốn gì? Trời ơi, mới nói tại Nội Tâm giờ đẩy qua tới Thâm Tâm. Chờ. Ba phải chờ. Xin mời. Thế là một lần nữa, ba giám khảo tự làm khó mình. Hãy giải quyết cho chúng tôi một ghế chờ nữa đi ạ. Ây da. Loại hay là chọn lựa thí sinh tiếp tục vào vòng trong? Lần này loại nha. Tôi xin lỗi là tôi sẽ không chọn bạn Nguyễn Ninh với giọng hát đang trượt. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Để có một chiếc ghế tiếp theo cho Thu Ngân, tôi cũng đồng quan điểm với giám khảo Trấn Thành, tôi sẽ không chọn bạn Nguyễn Ninh. Vậy là rất là tiếc cho Nguyễn Ninh. Bạn sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây và nhường chiếc ghế chờ của mình dành cho Thu Ngân. Và một tràng hô tay cho Nguyễn Ninh đã có mặt trong chương trình Ca sĩ Thần Tượng mùa 2. Cảm ơn. Thi của Minh Sang và Tuyết Mai. Vợ ơi. Gì đấy? Vợ à. Ơ cái anh này cứ ơ à hoài à. Muốn gì thì nói xem nào. Từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cưới nhau đến giờ đó cũng lâu, lâu lắm luôn rồi đó. Hai đứa mình chưa có Này anh lo mà học hành đi, thi cử đến nơi rồi đấy. Thôi mà, học á, thì ngày nào anh cũng học rồi. Không lẽ em bắt anh học, học hoài không có cho anh nghỉ ngơi, thư giãn à? Hay là tối nay á, hai đứa mình Này, anh mà chưa thi đỗ á, thì chưa cho động phòng. Là ngày nào vợ cũng phải may từng cái áo lo cho chồng ăn học. Nhưng mà vợ yên tâm, phen này nhất định chồng sẽ thi đỗ, rồi hai vợ chồng mình nhau cũng vời mà đôi.
nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa. Chưa? Hay là để chồng phụ vợ dọn dẹp, đấm lưng cho vợ, rồi vợ chồng mình đi ngủ sớm nha. Một màn trình diễn cực kỳ dễ thương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Dạ, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đúng là một cặp đôi rất là dễ thương thiệt. Và cái sự sắp xếp minh họa cũng rất là ý nghĩa. Và nó vừa phải. Cái bài hát này, thật ra cái tông nó dành cho nữ có điểm sáng nhiều hơn. Cái sự hy sinh của nam là khá nhiều. Không có điểm sáng nào dành cho nam. Đó là sự hy sinh rất lớn của người đàn ông trong gia đình. Hy vọng rằng là sẽ nhận được một cái phần trình diễn tưng bừng và sáng sủa hơn nữa dành cho cả hai. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn phần nhận xét của anh Đào Vĩnh Hưng. Em xin được mời anh Minh Vy. Sang, chính gốc là em là người miền nào? Em sinh ra tại miền Nam nhưng mà sinh sống tại khu vực Đồng Nai. Cũng là những người miền Bắc nhưng mà miền Bắc hơi lai vào miền Nam một chút. Là cái phần thoại đầu của em là tiếng Nam tiếng Bắc rất lẫn lộn. Từ khi, nhưng mà anh có sẽ bào chữa cho em như thế này. Cả hai bạn đây là tập đầu tiên và cũng là giống như chào sân á. Nên cái sự bỡ ngỡ và cái anh dùng từ là hơi nhát sân khấu một tí. Có đó là có. Nhưng mà thường thường mấy cặp đầu nhát là cái chiêu, cũng là cái chiêu. Tới tập 2, tập 3 mình sẽ bung chiêu ra. Còn cái bài diễn rất là dễ thương. Và cái người biên đạo cho em, anh nghĩ là anh Lê Việt. Thường người ta nghĩ tới cái bài duyên tình này là người ta sẽ nghĩ tới là áo tứ thân, là áo dài khăn đóng, mà làm theo cùng cách cổ. Nhưng cái đây là một cái nét mới, là nó hơi nửa hiện đại và nửa xưa xưa. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị, bây giờ Hồ Bình Trung xin được mời 8 cặp đôi của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng 2017 trở về sân khấu để nghe kết quả.
ơi đừng mà. Trời ơi, đừng cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết mà chú ơi. Cái gì? Từ từ nói mà. Buông ra. Làm gì vậy? Chú tự tử. Tự tử rồi nào? Chú nhảy xuống rồi chú chết. Tôi chưa kịp nhảy mà chú ở sao chú cho ông siết tôi hồi tôi cũng thở không nổi tôi chết đây nè. Chú không tự tử chú ra đây đêm hôm chú tìm ai vậy? Trời đất ơi, người ta đang đi người ta dòm đã tìm lại cái người cũ bao nhiêu năm rồi không gặp. Tự nhiên đâu vô? Chú xíu xồn dưới luôn rồi là sao? Tìm người hả? Tìm người. Trời ơi ở đây quá trời ở dưới bốn người mà hỏi ai? Cho mấy người này lạ lắm không có quen. Bà này nè bán nước. 20-30 năm đây rồi. Ủa vậy hả? Hot girl khu này. Trời đất ơi. Cái gì bạn không biết hết. Trời ơi cảm ơn nha. Bây giờ vô nha. Hỏi nha. Cảm ơn chú. Con đi à? Đi đi. Ủa đi đâu vậy? Giải cứu thế giới chứ. Ủa đi luôn vậy hả? Bà chị. Chào anh. Nghe em mới giới thiệu. Nó nói bà chị ở đây cái gì cũng biết hả? Ủa sáng giờ bán được không chị? Nói nào hay thì bán cũng được mà chưa ai mở hàng hết. Tôi mở hàng cho chị. Cái gian mua mây bán đắt nha. Rồi ông. Ủa, anh cứ ngồi đó đi, tôi lấy cho ông anh uống liền cho nó mát ruột. Em nó nói là bà chị đây ai chị cũng biết đúng không? Chị dòm tôi cái hình này coi chị quen không? Trời ơi hình ai mà xấu mà nhăn dữ vậy nè. Hả? Hồi xưa cũng ở gần đây nè. Cái gì vậy? Không cái hình đó chút. Tấm ảnh này sẽ theo anh mãi. Cái gì vậy? Cái hình nó nhăn là chị còn quăng đó chị. Mà quăng cũng đúng. Cái người này là cái người tàn nhẫn với tôi nhất đây nè. Sao mà ông anh chửi tôi tàn nhẫn vậy? Cái gì? Tôi chửi bà nào? Tôi... Sao ông anh nỡ dội trách người ta? Biết đâu cô ấy có nỗi khổ mà không nói được với ông anh thì sao? Nỗi khổ là đây nè. Là tôi nè. Bao nhiêu năm tôi đi tìm người này nè. Mà cổ trốn ở đâu mà tôi tìm hoài kiếm hoài không ra. Cứ mỗi lần tôi nhìn cái tấm hình này là kỷ niệm trong tôi lại tràn về. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cùng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người hôm đi con gặp nỉ non suốt đêm những lời nào là nói tặng tấm hình để bớt lẽ lối và còn thề thốt đầu môi. Chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, tay anh thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi, bây giờ tan thành mây khói. Chọn môi sầu đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều, vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu. Vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu. Bà chị đang bán, bà chị đi đâu vậy? Tôi... Ông khoan đã. Tôi nhìn cái dáng của cái mặt của chị tôi thấy quen lắm. Tôi... Không phải chị là... Tôi không phải là con Trinh của ông đâu ông ơi. Hả? Sao? Sao chị biết người yêu tôi tên Trinh? Trinh! Trong nét mặt nhớ người hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời nào là nói tặng tâm hình để bớt lẽ lối và còn thề thốt đầu môi
yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không tay hứng tròn môi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều, vài lần muốn ngụy tâm hình mà có được đâu. Vì tình người khắc đậm dấu, quên thật khó người yêu lâu đâu. Vì tình người khắc đậm dấu, quên thật khó người yêu. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với ca khúc Tấm ảnh không hồn với sự trình bày của diễn viên Hà Linh và ca sĩ Lê Trinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Người đã đưa Hưng ngọn lửa đầu tiên đặt vào trái tim của mình để đam mê sân khấu, để trở thành một ca sĩ ngày hôm nay, chính là mẹ của Hà Linh, cố nghệ sĩ đẹp nhất, giỏi nhất của mọi thời đại, Thanh Nga. Lê Trinh là một nhân tố rất là nhiều tài năng khác nhau, hát rock cũng được, ballad cũng được, pop cũng được ha, rồi nhạc trữ tình cũng được, quê hương dân ca làm láng hết trơn luôn. Một cái cặp đôi có thể nói là có rất là nhiều cái khả năng có thể đi sâu. Với một cái khả năng viết và dàn dựng được như anh Hà Linh ha, rồi cộng với khả năng hát giỏi như Lê Trinh, hai người sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều. Cái kịch bản này đó nó rất là xúc động, và bài hát lựa chọn này để dễ gây người ta khóc và cảm động rất nhiều. Nhưng cái mạch kịch của mình nó hơi vội, những cái lời thoại đó sẽ chọn lựa kỹ hơn chút nữa để cho thật là đắt, tiếc lắm luôn đó. Cái câu chuyện này chuyện rất hay, Hưng sẵn sàng góp ý để cho từng phần của các em nó chỉnh chu hơn và hay hơn. Anh tin là với khả năng tài năng của hai người sẽ có những tiết mục rất rất hay ở phía sau nữa. Chúc mừng hai em. Dạ, yeah, xin cảm ơn anh. Đi vào lòng người nhiều nhất là những bài bolero cộng với một cái kịch. Thì tôi nhớ không làm lời trước là đoàn Thanh Minh Thanh Nga có làm cái vở là Mưa Rừng. Dạ, dạ. Và bài hát Mưa Rừng nổi luôn, bao thế hệ, và do cô Thanh Nga hát. Cô Kim Cương có làm một bài hát là bài Duyên Kiếp, cũng gắn với cái kịch. Người ta đã tải hết cái kịch, người ta tải hết cái nội dung trước đó 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, một tiếng. Cuối cùng để đưa vào một bài hát thì bắt buộc nó phải ăn, vì nó nói mượn câu hát để nói lên nhiều cái tình cảm, nhiều cái tâm hồn và nhiều cái trăn trở của nhân vật. Chúc mừng tiết mục đó các bạn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Chị chỉ hơi tiếc Trinh á, chắc có lẽ em chưa quen cái lời thoại của mình, cái tình cảm ở trong cái âm của em, chỉ cần nhẹ nhàng thôi em nói nó có vẻ nó chất phát hơn chút. Đúng nữa. Rồi. Nó đời hơn và nó đúng, bình tĩnh hơn chút nữa. Nhưng mà không hiểu sao nữa, nhưng mà câu đầu tiên vào tự nhiên cái da gà nó nổi lên, và câu lần hai cũng vào một lần nữa lúc mà gặp nhau á, cũng bắt đầu có một cái cảm xúc ngẹn. Có nghĩa là trong cái chất giọng của Linh không phải nó đặc biệt hay, nhưng trong chất giọng mình cảm giác được cái chiều sâu, cái nỗi đau của người đó. Thì nếu như cái kịch bản của mình mà nó nhẹ nhẹ mà nó đặt cái cảm tình từ đầu, thì Linh vào cái câu đầu tiên đó nó sẽ phê vô cùng luôn. Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn phần nhận xét từ ban giám khảo. Không một tin nhắn từ tôi
qua. Không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức, hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đang ngồi bên người khác trong một vòng tay ấm áp. Có lẽ em đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bùng cháy lên. Bởi vì anh ghen 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 mà, bởi vì anh yêu thôi 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 mà, là anh đang ghen 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 mà, bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Ghen 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 mà, là đang yêu thôi 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 mà, là anh đang ghen 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 mà, bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Hay bây giờ đây anh đến nhà. Có lẽ anh lo không cần thiết, chắc điều đấy anh cũng biết. Có lẽ em đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bừng cháy lên. Bởi vì anh ghen 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 mà, vì anh đang yêu thôi 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 mà, là anh đang ghen 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 ghen. Bởi vì anh đã quá yêu em, ghen 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 mà. Vì anh đang yêu thôi 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 mà, là anh đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Trời ơi, mà không biết ai mà còn gõ cửa đùng đùng vậy. Ai vậy? Mở cửa. Anh nè. Ủa anh. Em làm gì trong nhà vậy? Em làm gì trong đây? Tại sao anh gọi điện thoại nó vậy em không bắt máy? Thì em đang ngủ chứ đang làm gì. Ngủ hả? Ai làm chứng với em đang ngủ? Em nói nghe coi, hay là em đang đi đâu đó chơi? Em đi chơi cho đã rồi anh gọi cái em lật đật em chạy về nhà đúng không? Anh coi đồng hồ giùm em, giờ này là 3 giờ sáng rồi. 3 giờ sáng bắt máy vậy anh gọi không bắt máy. Em biết anh yêu em đúng không? Cho nên mỗi lần anh gọi em không bắt máy, em biết trong đầu anh có cả ngàn, cả tỷ cái suy nghĩ, nó đau khổ, nó khó chịu và nó muốn biết em đang làm gì. Em biết không? Tự nhiên anh làm gì anh khó chịu với em khó vậy? Khó chịu là do thái độ của em. Em làm cái gì không bắt máy? Điện thoại để chơi hả? Anh đang rất là nóng, khi nào anh bớt giận em sẽ nói chuyện với anh. Đứng lại. Em không nói chuyện với anh. Đứng lại. Em không nói chuyện với anh nữa. Lại định cái trò đi về nhà mẹ em hả? Em về nhà má hay là về nhà thằng khác? Từ ngày hôm nay tôi cấm không cho cô đi về nhà má, cô nói chưa? Anh dám hả? Dám hả? Chúng mình không còn yêu nhau thì có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành giản dối, anh không hề trách tội em đâu. Duyên mình không vẹn dẻo nếu làm chi, em cũng như anh sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi về tròn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp tôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ,
bận làm chi mối duyên hơn. Đứng lại, quay lại đây. Anh muốn gì nữa? Anh biết lỗi của anh mà. Sao lần nào anh cũng chạy với anh Linh? Anh quen rồi. À, không. Bởi vậy anh quen cho nên anh coi hai cái đầu gối của anh nó chai hết rồi đó. Cho anh một cơ hội được không em? Tại anh yêu em quá cho nên anh bị ghen. Anh ghen quá nên anh mù quáng đúng không? Khoan. Ê, bây, anh quyện đau. Anh phải hứa với em là từ bây giờ anh không có ghen bậy bạ vậy nữa được chưa? Em, đàn ông không biết hứa. Vậy thôi nha. À, không có, anh thề. I swear. Xin đừng lùi bước. Kính thưa quý vị, và đó là Hà Linh và Lê Chinh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Lấy cái bài đang hot trên mạng mà hát rần rần chịu sao nổi. Mấy khán giả đây đâu có chịu nổi đâu. 2 giờ sáng gì trời quá trời. Nhưng mà em thích Linh hát bài đó dễ sợ luôn. Hâm mộ Linh trong bài Ghen này. Đó, bài đó hay lắm. Là một sắc thái khác. Chuyển qua cái bài Thà Trắng Thà Đen. Nó mềm mại và nó đi vào đúng trong cái câu chuyện. Ta anh thả nhiều miếng hấp dẫn quá trời luôn à. Anh lầm hầm mầm hổ cuối cùng anh hèn dễ sợ. Dạ. Em khoái cái lúc mà hát của anh á. Dạ em xin mời chị Vân Khánh ạ. Cái tiết mục trước nó đang rất là buồn, toàn là bi không à. Thì từ những cái bài này trời ơi sôi động ghê, mọi người ban giám khảo Khánh cũng nhún nhảy theo luôn á. Thì nó mang một cái màu sắc hơi thở mới. Anh Linh Khánh chỉ từ lâu nay cũng nghe thấy anh coi anh diễn thôi, hôm nay thấy anh hát hay quá trời luôn á. Dạ. Còn lại thì bạn Chinh giọng quá hay luôn á. Hát bolero mà giọng nó sang ha na. Không phải là giọng kiểu dân ca hát hoặc là giọng trữ tình đâu mà giọng bài rất là sang. Hay lắm. Dạ, mà hát bolero rất là ngọt mà tới cái nốt rất là chính. Thì nói chung là Khánh rất thích. Dạ, dạ xin được cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào mọi người. Em tên là Thùy Linh, quê em ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương. Em rất thích dòng nhạc dân ca trữ tình. Em thì chưa đứng trên sân khấu lớn bao giờ cho nên em rất là run và em mong mọi người sẽ ủng hộ cho em. Bầu sang phà đặt miếu, qua lẻo đẻo theo sao, đội bóng trăng trên đầu, hương như áo khô dầu. Xa mắt người xanh nước biển, tim màu hồng lòng bầu sang phà rạch miêu, mê ngoài xuống bên tre về cái mơn lương hoài, là về sơn đông Ba Rịa quấn bầu rung. Hãy subscribe.
miêu thăm trường cũ Nam Dương, lự lắc lư xe thô Hà Mù kèn ơi quá dễ thương, quyến lòng theo bên gót nâng đi hoài mà không nghe ước gì đường trắng trở gặp nụ cười bên tre. Bến Tre ơi, Bến Tre ơi, có nhớ gã thương hồ của dầm trong nắng buồn lần thượt sâu băng. Mừng thí sinh Thùy Linh với ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Thùy Linh thân mến, khi mà nhìn thấy Thùy Linh, Khanh liên tưởng ngay đến hình ảnh của nữ ca sĩ Phi Nhung. Dạ, thần tượng của em là cô Phi Nhung ạ. Wow, và đây cũng là một bài hát mà chị Phi Nhung đã trình bày rất là thành công. Em có một cái hay riêng của em, em hát cái này giọng em rất là mạnh, rất là khỏe, nhưng mà tại vì em hồi hộp quá nên nó bay đi mất cái độ ngọt ngào thôi, chứ nó rất là hay, cứ nó có cái riêng biệt của em. Thì với những lời khen này thì có nghĩ là phía sau mình là có ai bấm không? Dạ thì em cũng rất là mong là ban nhạc đừng có ai bấm em hết. Vậy bây giờ muốn biết kết quả chúng ta cùng xoay lại nha. Dạ vâng. 1, 2, 3. Chỉ có một thành viên duy nhất. Anh thấy cái bài này em hát chưa được ngọt lắm, giọng em vẫn còn rung. Anh Minh Khang có đồng ý với ý kiến của anh Minh Khang không anh? Trong cái mùa một thứ nhất á, em làm cho tôi nhớ lại cô bé Quỳnh Trang. Em là giống như cô bé Quỳnh Trang, giọng cũng ngọt lắm. Hát bình thường tiếp xúc với em hát cho tôi rất là hay, rất là ngọt. Và tập cũng ngọt. Mà cứ có ánh đèn sân khấu, bước lên sân khấu coi là bao nhiêu cái rung rẩy em để ra ngoài hết. Đó là một bài học tôi muốn nhắc là cho em biết là chỉnh sửa cái điều đó ngay từ bây giờ. Em muốn tiến sâu vào trong, một cơ hội cho em hát lại thì em phải cố gắng hơn. Cô Phương Dung, cô hãy chia sẻ về thí sinh ạ. Giọng sắc bén rõ lời, em hợp với dân ca Nam Bộ. Em rất là xinh, duyên dáng, đúng cái nụ cười duyên dáng của một người miền Trung. Và cái cách em hát cái bài hát này nó lại mang thêm một cái âm hưởng và giống như nó rất là thoải mái, mình không có bị gò bó bởi cái gì hết. Anh đánh giá cao giọng hát của em. Cảm ơn anh Dương Triệu Vũ rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là thời điểm để ban giám khảo đưa ra ca khúc thứ hai cho bạn. Xin mời thần tượng của Thùy Linh, ca sĩ Phi Nhung. Cô Nhung sẽ chọn cho con bài Em Đi Trên Cỏ Non. Một ca khúc rất là hay. Ca khúc này chắc chắn là Thùy Linh đã biết rồi đúng không nào? Dạ em có biết bài này. Bây giờ là thời gian để bạn bước vào trong và chuẩn bị cho tiết mục này thật là tốt. Mình thi áp lực á, cho nên em cũng cảm thấy là mình chưa thể hiện tốt cái bài hát của mình. Em sẽ cố gắng để cho bài hát Em Đi Trên Cỏ Non được hay hơn. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo trong tiết thi hôm nay. Xin kính chào các bạn, tôi là Vũ Quang. Nghề nghiệp hiện tại tôi là dạy hành văn. Hồi nhỏ tôi rất là mơ làm ca sĩ, cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy đủ để làm ca sĩ, nên tôi đăng ký vào ban nhạc Quyền Năng để thử sức mình giữa một cái sân khấu lớn như thế này. Các bạn thí sinh trẻ chú ý tôi nhé, gừng càn già càn cay, chẳng tôi biết hát mà lại còn biết nhảy nữa nha các bạn. Told me long ago, they're calling me for a storm. I know it be coming for some time, but a word of song to say, it would rather our side. Signing down like water. I oh,
and day before. Santa Claus rang his horn. I know. Being down for all my town. People rather eat as cold. Every desire fast slow. I know you can't all tell water. Oh, we know if you have a seed around. Một ca khúc nước ngoài, Have You Ever Seen The Rain? Dạ, con chào chú ạ. Chú ơi, cho con được mạn phép hỏi chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú năm nay 63 tuổi rồi con. Chú đã hát một bài hát và khiến cho các thành viên trong ban nhạc phải đứng lên và nhún nhảy vì chú. Chú ơi, bây giờ mình quay lại để xem có bao nhiêu dấu chéo xuất hiện hay là không có dấu chéo nào. 1, 2, 3. Dạ, chúng ta có... Dạ, có 7 dấu chéo lận. Anh xin được phép hỏi anh Hoàng Bách ạ. Với tiết mục này, anh cảm nhận như thế nào? Con chào chú ạ. Chào em. Đây là một bài con rất thích và lâu lắm rồi con không được nghe. Đúng rồi. Nhất nghe hát live, cái giọng chú khá là hợp với bài này. Và hôm nay thì rõ ràng là chú mất nhịp. Mất nhịp. Chú rất nhịp. Chính xác. Nhưng mà đối với con, tại sao con không bấm? Có hai lý do. Đầu tiên là con cũng biết là các anh em xung quanh chắc chắn sẽ bấm rồi. Cái thứ hai là con thấy cái con người nghệ sĩ của chú và con thực sự ngưỡng mộ cái điều đó. Rất là phấn khởi cho anh em tụi con. Ban nhạc anh em tụi con cảm ơn chú hôm nay đã đến tham gia dự thi với chương trình kỷ niệm đẹp với anh em của tụi con. Chúng con xin cảm ơn chú ạ. Dạ, cảm ơn các thành viên trong ban nhạc rất là nhiều và chúng ta cùng nghe những... Nghe, về giám khảo anh ta nói đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, con xin mời cô Phương Dung ạ. Chào chú Trung Quang. Chào chị Phương Dung. Em có dáng nghệ sĩ thiệt. Và chị nghĩ là em lên đây chắc em đam mê lắm, chứ không phải em muốn thành ca sĩ. Đúng rồi, đam mê chị. Chị vui mà đam mê yêu nhạc lắm. Thường thường tối nào cũng đi hát là ngủ không được. Ngoài cái đam mê hát em còn mê tỉa rau nữa. Đúng. Đam mê hát mà còn đam mê thời trang. Đam mê làm đẹp, già gì cũng còn đam mê làm đẹp. À, nhìn bộ trang phục ngày hôm nay là chúng ta cũng hiểu được. Dạ, rất là đẹp. Chúc mừng Quang, tự vì mặc dù em hát không the best nhưng mà yes, thank you. Em lên đây quá tuyệt vời. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Xin mời anh Dương Triệu Vũ. Và hôm nay là chú, cho dù là khi chú hát á, chú bị lệch cái nhịp nhiều lắm, đó là lý do tại sao mà mấy anh chị trên kia đã bấm. Nhưng mà cái giọng của chú thì chú có một cái chất giọng rất đặc biệt và nó gào và đúng với cái bài hát này, có thể nói là cái bài hát sở trường của chú đúng không? Con nghĩ là chú hát bài này rất thường xuyên, nhưng mà hôm nay có lẽ vì cái sự mà khớp hoặc là lâu quá chưa đứng trên sân khấu như thế này làm cho chú bị lệch nhịp chút xíu. Vâng, rất là cảm ơn chú Vũ Trung Quang rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chú ơi, và đến với chương trình này, dù cho mình có ra về cũng vui, rất vui, hát được đứng đây sân khấu quá lớn, rất là sướng. Dạ. Vô cùng. Dạ, và một điều nữa là mình còn có những món quà rất là dễ thương. Và món quà đó đến từ các thành viên trong ban nhạc. Tặng chú món quà là làm sao chú luôn luôn giữ sức khỏe và giữ cái tinh thần như thế này, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Con tin là con đang là một người được nhận cái cảm hứng đó từ chú. Dạ. Rất là cảm ơn. Dạ, chú tập thường xuyên. Dạ. Yes. Chia tay anh, chia tay hoàng hôn. Chia tay anh, chia tay hàng cây. Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ. Anh mang theo về con tim cô đơn. Không được đi thêm, tôi rất
vui, rất vui sướng gì được. Anh em nghệ sĩ khen tôi đó là một điều rất là hãnh diện cho tôi. Nhớ tới cái tạ này là nhớ vào tham gia ban nhạc Quyền Năng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là lúc để tất cả các bạn thí sinh đã được ban giám khảo lựa chọn cho mình ca khúc thứ hai quay trở lại sân khấu và thực hiện phần dự thi của mình. Xin mời thí sinh Phương Kiều, thí sinh Hoàng Hoa, thí sinh Thùy Linh và thí sinh Vinh Quang. Chúng ta đang gặp lại bốn gương mặt sẽ bắt đầu dự thi phần thi thứ hai của mình với ca khúc mà lúc nãy ban giám khảo đã lựa chọn cho các bạn. Và luật chơi ở phần này rất là đơn giản. Khi các bạn hát, ban giám khảo sẽ thể hiện quyền quyết định của mình bằng cách gạt cần. Nếu như gạt cần lên đèn màu xanh là đồng ý, gạt cần xuống đèn màu đỏ là không đồng ý. Ai có nhiều số đèn màu xanh hơn thì được bước tiếp vào vòng trong. Trong trường hợp có những thí sinh có tỷ lệ số đèn xanh bằng nhau thì lúc đó quyền quyết định thuộc về ban nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi đầu tiên của thí sinh Phương Kiều với ca khúc Lời Cuối Cho Em. Anh, em xin anh một lần cuối, đừng trách em, đừng giận em nhé anh. Anh, em van anh nói đi, anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi, thà anh nói, thà anh trách rằng em dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau, anh nói đi, anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Cả mọi người, mình tên là Nguyễn Linh Trúc Lai, mình 22 tuổi, quê mình ở Phú Yên. Đến với cuộc thi ban nhạc Quyền Năng năm nay, mình mong muốn được chinh phục tất cả các anh ban nhạc cũng như giám khảo và toàn bộ khán giả. Ai cũng ai than thở, ơi con chim non chim.
cho cõi lòng lầm ly. Trúc Lai ơi, bạn đã làm cho tất cả mọi người trong khán phòng phải đứng lên vì bạn. Em cũng nói thật là đây là lần đầu tiên em thể hiện ca khúc này. Và em rất là sợ bởi vì em nói thật là bản phối của bài này rất hay. Nên em cứ sợ phụ lòng ban nhạc thôi, cho nên em cố gắng hết sức mình. Như vậy thì bạn nghĩ là bạn hát như vậy là đã có vừa ý của ban nhạc chưa? Em cũng không biết nữa. Nói chung là em vẫn mong là không ai bấm nút, nhất là anh Bách. Ủa tại sao lại nhất là anh Bách? Bắt che mặt rồi. Bởi vì là anh hình như là anh rất là khó khăn. Với lại hôm nay em không có mặt hở vai hả? Cho nên là biết rồi Bách luôn hay không? Chết rồi Bách ơi. Bách tiếng quá anh Bách ơi. Dạ bây giờ chúng ta cùng xoay lại nha, xem các thành viên ban giám khảo như thế nào. 1, 2, 3. Không một ai bấm nút cả. Và xin mời ý kiến của giám khảo Hoàng Bách. Hát hay là xinh gái. Hay là em chinh phục anh Bách từ giọng hát chứ không phải là từ bờ vai của mình. Tụi anh nói thật, anh với chị Hải Phượng là mọi người đánh mà quên luôn. Vừa say sưa với lại cái tiếng đàn, vừa cộng với giọng hát của em hòa quyện vào một cái thành một cái ca khúc Giọng Mùa Thu. Rất cảm ơn em. Dạ, rất cảm ơn. Dạ em cũng xin chia sẻ là em là một người con đất Phú Yên. Cái nôi em lớn lên đó là cái nôi bài chòi. Em biết hát bài chòi trước khi em biết hát nhạc. Giọng hát của em, cô phải nói là 50% và ban nhạc 50% đã tạo nên một cơn sóng thần. Dạ con cảm ơn cô. Mà khi cô nghe đó, cô nghe ở trên đó đánh đó, là cô đã nổi da gà. Từ hôm mấy tập trước cho đến bây giờ, cô chưa có thấy người con gái nào hát hay bằng em hôm nay đó. Dạ con cảm ơn. Một lời nhận xét của cô về giọng hát của con, nó đều in sâu vào trái tim của con. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Từ khi em bước ra là em đã có cái phong thái của một người ca sĩ chuyên nghiệp. Em biết em đang làm gì, em biết cái đẹp em nằm ở đâu, và em biết cách làm sao cho mọi người ở dưới đây phải cuốn hút theo, kể cả khi em chưa hát. Thật sự lúc đầu á, em tiết chế rất tốt, nhưng mà càng về sau em lại đẩy nó lên từ từ, và ngay cái giọng cuối em lại hát với cái giọng opera nữa, cho nên là nó đẩy lên tới đỉnh điểm, và anh và tất cả mọi người đã hoàn toàn bị chinh phục. Anh xin chúc mừng em và anh mong chờ được xem cái tiết mục kế tiếp. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Dương Triệu Vũ. Bạn rất là tuyệt vời, giọng hát rất là tuyệt vời. Và tôi mong rằng bạn sẽ tìm một cái bài nào mà bạn thích
bạn đang nói là cái về cái bài chòi của bạn. Mong ban nhạc sẽ làm một cái bài chòi thật là hay để cho bạn hát, để bạn hãnh diện về. Bạn là người Phú Yên. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của giám khảo Phi Nhung. Và bên cạnh đó chúng ta còn rất là nhiều những dòng nhạc khác cần phải chinh phục trong chương trình này. Dạ đúng rồi. Vâng. Một lần nữa cảm ơn Trúc Lai rất nhiều và chúc mừng Trúc Lai. Em có lời cảm ơn rất chân thành tới ban nhạc và đặc biệt đó là anh Khang viết ra bài phối Giọt Mưa Thu. Em cảm ơn ban giám khảo và khán giả đã ủng hộ cho tiết mục của em. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo nối tiếp chương trình. Tình nhạt phai. Trời ơi, trời ơi, trời. Chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Không Giờ Rồi, một sáng tác của Vinh Sử qua phần trình bày của hai giọng ca Trường Vũ và Như Quỳnh. Tốt nghiệp, không thi nữa, đi về. Rồi, đi vô luôn. Vô đồng trăm rồi. Em thấy là tập này có vẻ rất là phấn khích với bộ đôi đầu tiên rồi ạ. Xin mời các anh chị. Tê tay, tê chân luôn. Nãy giờ vỗ tay, rác tay, bực mình. Hay quá, hay khủng khiếp. Chưa bao giờ có một cặp mà thí sinh nào mà hát chắc tay mà quyện nhau như vậy. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ tân tuổi. Tuyệt vời. Nổi da gà, khủng khiếp. Các bạn không giống thì thôi, đoạn nào giống thì giống thiệt là giống. Cái đó nó mới làm cho người ta thổn thức. Nói chứ các bạn vẫn có những khuyết điểm. Thành nói trước về bạn Kim Yến. Kim Yến có cái giọng soft mà cái đoạn ngân hơi á của chị Như Quỳnh, cái đoạn mà bạn thả hơi rất là giống chị Như. Bạn muốn giống chị Như nhiều hơn nữa, bạn phải hát nhấn nhiều hơn. Và quan trọng, Như Quỳnh có một cái điều mà trời phú mà không có nhiều ca sĩ có, là mặc dù giọng thì mỏng nhá, nhưng mà cái chữ phát ra cái âm thanh dày cui và vang khủng khiếp. Và chị Như hát á, rút ruột rút gan, nó đau ở trong ruột, trong gan, cái đau ở đâu mà 30-40 năm bà dồn mà hát lần một. Cho nên phải làm được cái điều đó, hát mạnh miệng lên. Tôi dùng từ là hát mạnh miệng lên. Thành dùng câu đó rất là đúng. Cứ bị sợ, bị nhát cái gì. Em hát giống chị Như bây giờ lắm luôn luôn á. Yeah. Giống lắm, nhưng mà tại vì chị nghĩ em đang nhát. Cho nên á, nếu mà em chị nói nôm na là cho thêm chút xíu muối vô nữa. Đúng, nêm canh mặn hơn chút xíu cho tôi. Rồi bây giờ nói tới ông Trường Vũ. Cái âm thanh phát ra xuất sắc. Chất lượng âm thanh về audio của bạn là 4K Full HD. Vang, trong, dày, đúng. Cái chất lượng âm thanh của anh Trường Vũ phát ra luôn khi hát live. Đẹp như vậy luôn á. Hát mà hay tới mức độ nổi da gà mà. Động tác, cử chỉ, nó ngấm vào từng tế bào của bạn rồi. Không bàn nữa nha. Bây giờ á, sắm cái nanh heo. Cái nanh heo đeo vô là ngon. Mai mốt mà nếu hai người có song ca với nhau ấy, tại hồi nãy tôi thấy rõ ràng là Kim Tuấn có nhắc khéo Yến là đi lên, phải không? Anh Trường Vũ không bao giờ nha, chỉ có chị Như nhắc thôi. Không bao giờ anh Vũ, anh chủ động một điều gì hết. Phần lớn là chị Như chủ động. Vậy mai mốt bạn muốn cái chương trình, cái phần thi bạn có điểm á, là cái đoạn bà Yến bà lên, bạn đựng lên. Cái bà Yến bà giả bộ kéo Vũ vì... Chết rồi chị Tuyết, sao tự nhiên cái tập này chị khó quá vậy chị? Không phải vì, vì chỉ quá, có thương hai người đó. Thương á, thương mình á. Thương mình cho rôi, cho vọt. Là như thế. Vậy là chắc dòng sau rớt, rớt, rớt. Tại sôi kỹ lắm. Cái mình góp ý nhiều nhất ở bạn Văn Tuấn ấy, là mình không thấy được cái hình ảnh của anh Trường Vũ trong bạn. Cái bề ngoài ấy, cái phong cách ấy. Tại vì anh Vũ á, anh ra sân khấu á, anh cứ... anh không có nhìn lên. Cái đó là do đặc trưng về cái khuôn mặt của ảnh với cái đôi mắt của ảnh á. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái dáng vẻ như là đang thẫn thơ gì đó, vô định. Nhưng mà Nam nên nhớ là bạn có giọng hát giống anh Vũ rồi nè. Ngân câu này nọ chữ giống rồi. Bây giờ mình cần nhất là cái linh hồn. Cái dòng sau bạn lấy hai cái băng keo bạn dán trong mắt nó sụp xuống. Đứng á, là cái đầu lúc nào phải đưa ra phía trước nè. Đúng rồi đó. Không mà anh Vũ bước ra sân khấu làm sao? Nhìn qua nhìn lại chứ không giờ nhìn hướng hết đó. Em ơi,
kiểu vậy đó, cái mặt phải vậy đó. Anh Vũ là vậy. Sao anh thấy giống, hơi giống giống Mr. Bean vậy? Đâu có, Mr. Bean là Mr. Bean là rối lắm, nhưng mà anh Vũ là anh bình tĩnh lắm. Anh rất là bình tĩnh, đúng. Anh Cường Vũ nha, mà cầm cái micro đang hát nè, ra con người đó, kiểu mà đó, giật cái micro chạy đi luôn, ừ. À, cái tay vẫn để vậy. Thôi cho nó đó, kiểu vậy đó. Kiểu vậy đó, phải bình tĩnh cỡ đó đó. Ờ, đó. Chứ còn mà em bước ra sân khấu mà mắt em nó lanh quá hoặc là em chủ động quá, cái đó hoàn toàn không phải anh Trường Vũ. Mặc dù ảnh không phải là ảnh không biết đâu nha, nhưng mà đó là cái phong cách, cái sự tin của người ta, cái sự tin của ảnh. Bạn cần nghiên cứu thêm về cái đó. Là Tuyết muốn bạn là càng vô sâu vào vòng trong, bạn khắc phục những điều đó để bạn có thể hoàn hảo và mình có thể chiếm cái vị trí cao nhất chung kết thì sao, đúng không? À, cái chương trình này đáng lẽ là phải đổi mùa sau, phải đặt tên là ca sĩ tường tận chứ không phải ca sĩ tận. Là phải tường tận từng chi tiết mới dính. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Anh Trường Vũ đúng là người Việt mà gốc Hoa, cho nên là thường là trong cái giai đoạn đầu tiên á, Nam tìm hiểu là ảnh sang bên Mỹ thì những cái lúc mà tập hay là thu âm, thu ca, những cái bản thu đầu tiên là rất là khó khăn luôn. Bao giờ cũng sẽ có những người thân thiết để mà phụ giúp cùng hướng dẫn cái cách thu làm sao đó để mà có thể phát âm được cho nó tốt. Và sau đó thì ảnh cũng có tìm học, và thầy Chế Linh á, cũng là một cái người thầy mà giúp cho anh Trường Vũ rất nhiều trong cái việc là phát âm rồi nhả chữ luyến lấy. Cho nên là mình cũng thấy là đâu đó cũng có cái sự ảnh hưởng, nhưng mà cái hướng đi của ảnh chọn thì nó cũng tạo nên một cái gọi là cái dấu ấn cá nhân riêng. Cái điều đó cũng là một cái điều rất là đáng để chúng ta học hỏi. Và quay lại với hai em thì thật sự với bản thân anh thì anh cảm thấy rất rất là hài lòng, cũng như là cảm thấy là dồn hết những cái tình cảm của mình trong cái phần mà thưởng thức. Tuấn Phong. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tình yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi. Xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trông tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại khi em ơi, yêu anh nhé. Người sẽ yêu mãi thôi, yêu em độc say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại khi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu hơn cho em đó.
yêu. I love you. Dạ, một đấu tay cho anh Ba Ngọc Sơn. Thank you dancer, cảm ơn Vũ Đàn Ô rất nhiều à. Như giám khảo Trấn Thành đã nói, một là cực kỳ giống, hai là cực kỳ vui. Đây là tiết mục rất vui. Một đấu tay chúc mừng Tuấn Minh. Sao anh Thành? Cho tôi hỏi, bữa nay điều gì đã khiến cho bạn chọn một bài hát và có những điệu nhảy như thế này? À, những vòng thi trước và em rất là để ý tới sự chia sẻ có bốn vị ban giám khảo là muốn một sân chơi có đầy sự năng lượng. Chính vậy là em đã chọn bài hát này. Thú vị đấy. Trước tiên là báo cho bạn biết là bạn đã làm một cú đột phá ha. Mình không cần biết nó là đúng hay sai, nhưng mà trước tiên là mình thành công trong cái chuyện mình làm người ta đột phá. Chắc chắn là khán giả sẽ thích cái phần trình diễn này rất là nhiều. Nhưng mà nói thì không phải nói lại. Có nghĩa là vui là ok, nhưng mà vui nó phải trúng. Chứ mà vui mà một hồi nó quên luôn, nó bị leo ra khỏi lề là khác. Bạn hiểu tôi nói không? Nãy giờ nó vui, mọi thứ nó đang rất là ok. Thì khi cái đoạn đầu bạn còn dính tên Sơn xíu, bạn vui quá, tới lúc bạn nhảy khán giả sung bạn quá, cái bạn vô mấy cái sư dầu cung bê lắc này đó. Bạn quá, hồi qua tới cái lời 2 là bạn trở lại là bạn đó. Bạn hiểu không? Nên nhớ, mình thi ca sĩ thần tượng nha. Nhưng ngày hôm nay rất là khen bạn vì chắc chỉ có bạn mới nhảy được như vậy. Cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều. Xin mời giám khảo Minh Tuyết à. Nói thật là nãy giờ đang suy nghĩ nữa. Ủa sao lâu năm quá em không đi diễn với anh Ba, sao anh Ba giờ lại nhảy khác quá. Không, nhưng mà chị hỏi nè, có phải là tập trước anh Trấn Thành kêu em phải làm nhảy lố như vậy không? Làm lố. Đúng không? Đợt trước là bác thử thách là nhảy. Đó, đổ nhảy. Thừa, lát phải chấm gớt, đổ thừa tôi đi. Anh rất là cảm thông với em vì tập trước á, anh nhớ là anh Trấn Thành cũng có khuyên em nên đó, làm tô đậm một thậm sưng. Và sau chưa? Đó anh vẫn nhớ là cô Tuyết có nói là lọc lựa lại đó. Mà cổ gằn giọng là lọc lựa lại những cái lời. Cho nên là cũng thông cảm với em một chút. Thí sinh mà... từ ngày hôm nay trở đi coi lời nói tôi như Phong Long đi nghe. Ai làm theo đã rồi đổ thừa tôi nghe tôi nghiệp á. Không anh, có nghĩa là đúng hết anh Thành. Nhưng mà bà lựa, bà lựa bị sai cái đó thôi. Thì nó cũng lựa đó, mà nó lựa cái sai. Với lại em di chuyển sân khấu em phải tính toán. Lúc nãy anh thấy em qua bên này, em thấy ủa hết sân khấu rồi ta, thôi mình về lại. Đó thì tức là rất là nhiều lần như vậy. Và đặc biệt là đoạn cuối mình xoay một cái để mình kết á, thì là cái ấn tượng động lại cuối cùng. Thì lúc nãy em lại hơi trên bên một chút. Cho nên là mình phải chắc là mình làm được hay không. Còn nếu không thì sẽ làm cho hơi một chút lo lắng, không biết em sẽ té lúc nào. Cái nhảy là có tập trước không? Cái này là hay là ngẫu hứng lên nhảy thôi? Dạ có. Có tính, có. À, tính cả bài nha chị, nhảy cả bài nha. Cái này có tính. Phải tính chứ. Dạ. Cho những cái đoạn nào mà thí dụ té thì là không tính thôi. Một cái hướng tay, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và cảm ơn bạn với cái tinh thần rất là tuyệt vời như này. Đây là một ca khúc cuối cùng rồi, rất là vui và sôi động. Chúc cho bạn sẽ có một cái cơ hội bước vào vòng bán kết nha. Một tràng hướng tay cho Tuấn Minh. Xin cảm ơn ban giám khảo rất. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi Hồng Mơ và Hùng Thanh. Họ sẽ hát bài gì? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ là gì nha. Gửi em xa nhớ trời. Buồn lắm. Không phải gửi em mà. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị mà hai hoặc là gặp nhau làm ngơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư. Gặp nhau làm ngơ. Thư tình của mùa thu. Thư tình của mùa thu. Hay quá. Sai hết trơn. Bây giờ muốn biết bài hát này tên gì, xin mời quý vị hãy cùng đến với cặp song ca Hồng Mơ và Hùng Thanh. Hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ. Cảm ơn Hồng Mơ và Hùng Thanh rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét từ ban giám khảo nha. Cái bài hát rất là dễ thương, hòa âm cũng hay. Khi mà dàn tấu chuyển tông lên một tông khác làm bài cho cái giọng của em sáng hơn. Với câu chuyện được dàn dựng ngay lúc đầu, tất cả mọi thứ đều đang êm đẹp hết. Nhưng mà phần của bố mẹ xuất hiện, anh thấy nó bị gượng ép.
Ví dụ như cái phần gian tấu á, mình có thể xin ban nhạc hoặc xin đón âm nhạc nó dài hơn một chút để cô bé có thể vì diễn một cái cảnh là bố mẹ bắt ở nhà không có cho đi gặp thì nó sẽ dễ thuyết phục hơn. Riêng cái tóc của Hồng Mơ, dặn mấy người làm make up lần sau á, chọn một cái giải pháp là thật là hợp lý, nó không làm cho em lớn hơn bạn trai của mình, đúng không? Cái tóc của em chỉ cần cắn hai cái trăm nữa thôi là thành hàng Nga liền luôn đó. Mình phải kỹ chút xíu nữa cho một của mình. Phần hát của Mơ á, là tốt, anh không có bàn về nhiều. Nhưng Thanh em có một cái hát là cái cách hát, cái kiểu hát có chút xíu gì đó, cái âm hưởng của người xưa, giống như của anh Thái Châu, của anh Khoa em, Duy Quang, ấm ấm của Duy Quang. Hồi xưa có một anh Khoa nữa, và hát cái thể loại nhạc tình này rất hay. Cái giọng trầm ấm mà rõ lời bây giờ kiếm không có đâu, rất là ít. Hay, tốt. Nhưng cái đoạn đầu người ta để ý tới cái hát hơn, không để ý tới cái kịch. Nửa phần sau kịch đem ra thì bắt buộc người ta không để ý tới cái hát nữa, mà ta lại để ý tới kịch để coi cái câu chuyện này kết quả như thế nào. Nhưng nói thì không phải là anh sợ hai bạn múa buồn, hai bạn múa đóng vai mà phụ huynh á không thể nào tải nổi cái câu chuyện này. Nếu chỗ đó chung ra ngưng lại, tôi nói chuyện này, tôi đề nghị cậu không được theo con gái tôi nữa. Và bà mẹ dẫn về, em đứng em chắn xong cửa luôn, đứng ra hai người khoảng cách với nhau thì sẽ cực kỳ hay. Rồi, chúc mừng tiếp một hai đứa. Xin được cảm ơn những lời góp ý chân thành từ ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Mai Trần Lâm và ca sĩ Kim Chi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để chúng ta cùng xem kỹ vật của họ là gì và phỏng đoán xem bài hát của họ tên gì nha. Hoa mà trong bóng đêm. Hoa này là hoa quỳnh. Hoa quỳnh chỉ có ban đêm mới nở hoa quỳnh được thôi. Chỉ có ban đêm hoa quỳnh mới nở thôi. Chắc chắn là bài Hoa nở về đêm. Và theo chị Thư Cẩm Ly thì chị đoán bài hát này tên gì ạ? Anh ba đoán bài nào anh ba? Hoa tím ngày xưa hả? Hoa tím ngày xưa. Chưa có nhớ năm ngoái hả? Em ơi đưa lên đằng mà tới họ đoán nó thạnh nẻo hết trơn, bị ba tổ chức lừa hoài à thôi. Hồ Bình Trung xin được đọc tên bài hát. Bài hát này, ca khúc này do chính ca sĩ Mai Trần Lâm và ca sĩ Kim Chi trình bày. Bài hát được mang tựa đề Hát xong rồi biết. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp song ca, ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn và ca sĩ Lâm Ngọc Hoa. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ là gì nha. Cái này nha, công tâm mà nói nha, là đoán đường nào cũng sai. Ôi vậy hả? Chiếc khăn theo mẹ may cho em. Đó, chiếc khăn tay. Trên cành cây mẹ theo con chim. Chưa có con chim nào trên cành cây này hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của Hoàng Ngọc Sơn và Lâm Ngọc Hoa. Chúng ta sẽ biết được bài hát này tên gì nha. Quá. Trời ơi, đừng giỡn anh nữa mà. Đi trễ có mấy phút làm gì giận dữ vậy? Trễ gì có mấy phút, anh đi đâu mà trễ? Tại vì mưa gió bão bụng rồi sao anh đi được? Giận luôn. Giờ giận hoài đúng không? Được rồi. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa màu, dần hơn chỉ nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho gió quạt đêm mùa lùa tay thì biếu em, tại anh hôm ấy nào phải vì em
dần hơn hai hôm dài như một tháng. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Trời ơi, năng nỉ chút xíu hết giận đúng không? Hết giận rồi đúng không? Hết, tao hết giận rồi, làm hết hồn, giận nữa. Trời ơi trời, giận hoài quá. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió quạt đèn, mùa lùa tay thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên. Để mưa hôn lên tóc mềm, giận hơn hai hôm dài như một tháng. Biết anh đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng ca của Hoa đó, người ta nói là một cái giọng nó đẹp sẵn rồi, không phải gành, không phải làm bất cứ một cái điều gì hết. Người miền Nam phải không? Con người miền Nam đúng không? Dạ đúng ạ. Ở quê, quê ở đâu nói cho mọi đại danh biết. Dạ quê em ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng anh. Rồi. À wow. Rất là trong và giọng rất là liêu trai, nghe dễ chịu lắm. À, về Hoàng Ngọc Sơn thì chàng trai này cất giọng lên một cái nghe mà âm trầm. Âm trầm mà ấm, rất là ngọt ngào, hát rất là hay. Chúc mừng hai em nhé. Ở vòng sau nữa, anh khuyên hai đứa nên chọn những bài tiết tấu nhanh một chút, vì tụi em diễn được, tạo không khí và có miếng, có chiêu trò để làm. Bây giờ tiểu tình cũng chơi rồi, nhưng bây giờ nếu mà mình thi vô những vòng trong nữa thì mình mới có hát những bài nhạc sung. Nhạc sung thì bây giờ em biết nhảy không? Thôi, em nhảy thì được mà không biết khán giả coi được hay không thôi. Bây giờ làm thử luôn đó, được. Hôm nay đến đây có một vị giám khảo khách mời đúng không? Lên đây dạy nhảy với Ngọc Sơn luôn nè. Xin mời anh Ba lên đây dạy nhảy nè. Đó. Cái này mới ghê nè. Michael Jackson này nha. Michael. Quay. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Quay. Áo. Áo. Cái này còn quá. Hay quá. Chiêu này mới nè, chiêu này mới. Chiêu này lạ nè đó. Hey. Boom. Woo. Go. Woo. Quay chào. Hay quá. Xin được cảm ơn vị rất nhiều.